Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Tình báo là bộ môn của những cái đầu toàn sạn. Chính vì thế mà những câu chuyện hay các bài đào tạo của nó luôn khiến cho người ta phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tạp chí Time đã từng đăng một bài báo về trại huấn luyện mũ nổi xanh ở Bad Thoi, Tây Đức. Ở đó, những kẻ phá hoại được dạy tiếng Nga và các ngôn ngữ Đông Âu khác. Ngoài việc thông thạo ngôn ngữ, các đặc vụ phải biết những thứ sâu xa hơn như lời bài hát, tên nhân vật cũng như nội dung các phim nổi tiếng ở nước Nga. Nhà nghiên cứu Alexander Kotanov cho biết, việc đối thủ giảng dạy và đào tạo tâm lý cho các học viên nhằm củng cố quan điểm và niềm tin chống Liên Xô của họ. Đồng thời, để cập nhật về tình hình Liên Xô, họ được phép nghe các chương trình phát thanh của Liên Xô, đọc báo Pravda và Investia. Ngược lại thì tình báo của Nga cũng chẳng kém cạnh. Theo như trang Interpreter đã từng công bố một loạt tài liệu mật thể hiện chi tiết quá trình đào tạo các điệp viên KGB trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước với 6 giáo trình huấn luyện. Đầu tiên, các sĩ quan tình báo Liên Xô được dạy cách chọn quy trình tuyển dụng điệp viên nước ngoài. Đây là bộ môn khó học nhất vì người đời đã từng có câu: nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết được con người thì thế giới này đã không tồn tại, hai chữ không ngờ. Bộ môn này đòi hỏi học viên phải có sự chuẩn bị tâm lý đặc biệt và khả năng hiểu con người một cách sâu sắc và toàn diện. Trong giáo trình thứ hai, các học viên trường tình báo được huấn luyện đưa thông tin sai lệch cả truyền miệng và bằng tài liệu. Đặc biệt, giáo trình tình báo chính trị từ lãnh thổ Liên Xô cảnh giác các hình thức tuyển dụng công dân Liên Xô. Đây là bài mà Mỹ và Ngụy cũng đã từng sử dụng để khiến cho bộ đội của mình ở các chiến khu phải hoang mang. Hàng ngày, sở tình báo của Ngụy in lại báo Nhân Dân, hàng tháng nó in lại báo Học Tập với khổ chữ và hình thức y hệt như bản gốc. Một số sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phổ biến về chiến lược chiến thuật cũng được in lại y hệt như bản chính. Chỉ khác ở chỗ, những đoạn hay những bài quan trọng được nó sửa đi một cách khéo léo bằng cách thay một dòng hay là một số câu chữ làm đảo lộn toàn bộ thông điệp truyền tải. Sau khi in đều xong thì nó dùng nghiệp vụ tình báo để các tài liệu này được phổ biến tới tận chiến khu và chỗ của các cán bộ cao cấp nhà mình. Trong cả chục hoặc mấy trăm trang, rồi thì trong cả nghìn bản như vậy, kiểu gì cũng sẽ có những tài liệu giả. Đọc xong, ai hiểu theo ý nào thì hiểu, chứ làm gì có ai đi kiểm tra chéo rồi nghi ngờ tài liệu của người khác. Đây có thể nói là một bài cực kỳ cao tay mà Mỹ và Ngụy đã làm với bộ đội của mình. Ngay đến cả bây giờ thì cũng vậy, mọi thứ được áp dụng y hệt tương tự trên mạng xã hội. Những tài khoản được lập ra với những cái tên nghe rất Việt Nam, không có Peter hay David gì ở đây cả. Toàn những cái tên kiểu như Linh Hoài hay Tiên Tiên. Vào xem thông tin cá nhân, ai cũng nghĩ là người Việt, thế nhưng thực ra đó lại là nick của những người nước ngoài được đào tạo. Nó đào tạo để làm sao chat tiếng Việt, sử dụng các từ lóng y như người Việt, rồi lừa lừa cứ có vụ gì là vào bình luận kích động, tung họa mù ở phía dưới khiến người dân của mình cực kỳ hoang mang. Đây là việc mà những người không có lập trường tư tưởng vững vàng rất dễ sa vào bẫy của địch. Việc kích động như này thì tình báo nước nào cũng phải làm, thế nhưng cái quan trọng là làm khéo léo đến đâu và đặc biệt là họ có đại diện cho chính nghĩa để làm điều đó hay không mà thôi. Một việc mà ngày xưa ông Ba Quốc vẫn luôn làm để chia rẽ nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa. Việc lấy tin của ông Ba Quốc như thế nào thì có lẽ chúng ta đã quá rõ ở trong số 51 rồi. Ngoài ra thì ông còn áp dụng rất nhiều các cách khác nhau để làm được điều đó, kiểu như chúc rượu cho đối phương thật say, sau đó trực tiếp mở cặp tài liệu để chép lại toàn bộ. Đây là cách rất thô sơ khi mà thời đó công nghệ của mình còn yếu kém. Đối với CIA thì nó còn nhiều bài tinh vi hơn như thế rất nhiều. Ngày đó nó đã có những máy ghi âm bé xíu được gắn vào tất cả mọi nơi để nghe lén. Đại sứ của Mỹ ở các nước đều cực kỳ sợ mỗi khi phải mang một đồ gì đó được tặng về nhà, bởi không ai có thể nói trước được là trong cái đồ đó có máy ghi âm hay không. Một ví dụ sáng tạo về giám sát từng được phát triển bởi STB, cơ quan tình báo tiệp khắc hồi thập niên 70. Mục tiêu là đại sứ Hoa Kỳ và đôi giày nhập khẩu của ông ta. Khi đôi giày tới, nó đã bị STB chặn và gài thêm một thiết bị nghe lén. Ông đại sứ này có một cô giúp việc lo liệu gần hết quần áo, ủi đồ, đánh giày và rất nhiều việc khác. Mỗi sáng khi đưa giày cho đại sứ, cô này rút chốt và pin để khởi động lại máy phát. Ông ta đi đôi giày đó tới văn phòng và tình báo của tiệp khắc lập tức dùng máy thu sóng vô tuyến để nghe xem máy nghe lén có trong đại sứ quán này không. Lập tức thì một cuộc rà soát được bắt tay vào ngay hôm đó, và trong quá trình cởi bỏ quần áo ông ta mặc trên người, cuối cùng họ đã phát hiện ra có kẻ đã chỉnh sửa phần gót giày để giấu một máy phát và một bộ pin. Đây là ví dụ cho ta thấy được những bài lấy thông tin của tình báo đa dạng và thông minh như thế nào. Đối với những người làm chính trị cấp cao thì bộ vest và đôi giày là hai thứ không thể nào tách rời khỏi họ ở mỗi cuộc họp quan trọng. Và máy ghi âm một khi đã được gài vào đế giày rồi thì tất cả những thông tin tuyệt mật nhất được chia sẻ trong các cuộc họp quan trọng nhất đều có thể bị lộ ra ngoài.
Làm đại sứ đã khó như vậy thì chúng ta có thể hiểu được làm người đứng đầu một đất nước nó khó như thế nào. Lúc nào cũng phải cảnh giác với mọi hoạt động của mình 24/7. Đó là một áp lực cực kỳ lớn. Công nghệ càng phát triển thì việc bị rình rập càng dày đặc hơn. Quay trở lại với công việc của ông Ba Quốc, câu hỏi đặt ra là với công nghệ lấy thông tin thô sơ như thế thì có bao giờ ông bị bắt quả tang hay không? Câu trả lời tất nhiên là không, vì bị bắt quả tang một phát thì lên bảng điểm số luôn, chứ làm sao có cửa mà sống được nữa. Thế nhưng những lần suýt lộ thì có, và nó có theo nhiều cách khác nhau. Nghe xong câu chuyện này thì chúng ta mới hiểu được đẳng cấp của những người tình báo nó cao như thế nào. Có những quả tưởng chết 10-10 rồi, trong lòng sợ lắm rồi, nhưng bên ngoài mặt họ vẫn ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đó là lần ông Ba Quốc nhận nhiệm vụ phải lấy được tài liệu về những thằng gián điệp đang cài trong bộ máy của mình. Tiếp cận với lại con cháu của Nguyễn Văn Thiệu mãi không thành công. Cuối cùng ông đành phải tạt cánh đánh đầu sang vị trí của Nguyễn Đăng Khiêm, người đang là chủ sự kế hoạch của nhà điệp báo, một người đang nắm giữ thông tin mà ông Ba Quốc cần. Cái đẳng cấp của những người làm tình báo đó chính là có thể hòa đồng được với tất cả mọi người. Mỗi một người có một tính cách khác nhau, mỗi một người có một sở thích khác nhau. Chính vì thế mà đòi hỏi người làm tình báo phải có kiến thức cực kỳ rộng mới có thể bắt chuyện làm thân được. Cựu sĩ quan tình báo của Nga, ông Vasily từng chia sẻ rằng khó khăn nhất trong những năm học về tình báo đó là phát triển khả năng đối xử tốt với mọi người. Điều này được yêu cầu rất cao để phục vụ công việc. Một điệp viên không biết cách hòa hợp với mọi người xung quanh mình thì không thể nào làm một điệp viên giỏi. Điển hình như ông Nguyễn Đăng Khiêm này chẳng hạn. Ông này là một thầy tu, không chơi bời hút hít, đời sống cá nhân kín như bưng. Đây là kiểu người sống bằng tình cảm chứ không thể nào mua được bằng tiền. Nhiệm vụ của ông Ba Quốc là phải làm sao tìm được sở thích cá nhân, điểm mạnh điểm yếu, làm sao để có thể bắt chuyện kết thân và moi móc thông tin. Nắm bắt và tìm hiểu một thời gian, ông Ba Quốc đã như một người tri kỷ qua việc cùng nhau nghiên cứu đất đai trồng trọt ở Long Khánh. Hòa hợp với nhau qua trồng trọt xong, ông mới bắt đầu lấn dần sang vấn đề về thời sự, sau đó mới bàn đến những việc ở phủ đặc ủy. Một tiến trình cực kỳ bài bản, diễn ra một cách tự nhiên, khiến cho Nguyễn Đăng Khiêm không có một chút nghi ngờ gì cả. Thông qua Nguyễn Đăng Khiêm, ông Ba Quốc biết được 4 cán bộ của mình đang làm cho địch. Thế nhưng cái khó là phải làm thế nào để biết cụ thể đó là ai, tên tuổi là gì, đang giữ chức vụ ở đâu. Đơn giản bởi ông Ba Quốc không thể nào trực tiếp hỏi han một cách sốt sắng xem đó là ai được. Hỏi han như thế chắc chắn là bị nghi ngờ ngay lập tức. Tại sao lại hỏi chuyện đó và hỏi chuyện đó để làm gì? Đã làm tình báo thì nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ được để người khác nghi ngờ bất cứ một thứ gì về mình cả. Bởi khi người ta đã tin mình rồi thì người ta mới có thể moi hết ruột gan, chia sẻ với mình những thông tin tuyệt mật được. Và quan trọng nhất là lúc địch nó biết hệ thống của nó bị người nhà mình cài vào thì nó sẽ giao tài liệu cho mình đi điều tra xem thằng đó là ai. Lúc đó thì tha hồ bịa chuyện ra mà ứng biến. Chứ nó mà giao cho thằng nào phe nó đi điều tra thì mình rất dễ bị lộ. Đây là những nguyên tắc bất di bất dịch của những người làm tình báo. Nếu bạn đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì đừng dại mất tiền cho những người tự nhận mình là diễn giả, suốt ngày đứng lên gào rú làm gì cả. Tài liệu tuyệt vời nhất để học cách làm thương hiệu cá nhân đó là tài liệu về những người làm tình báo. Nghiên cứu về họ, chúng ta mới hiểu được việc vẽ hình ảnh của bản thân trong não của người khác nó quan trọng như thế nào. Tạo dựng được hình ảnh trong mắt người đối diện để họ tin vào mình là một điều rất cần sự kiên trì, mất cực kỳ nhiều thời gian. Thế nhưng khi người ta đã tin mình rồi thì muốn làm gì cũng được. Chính vì thế mà ai nói rằng học lịch sử toàn những con số khô khan, chả phục vụ gì cho đời sống hàng ngày là một tư duy rất tầm bậy. Bạn muốn bán hàng online, muốn chốt được đơn với khách nhanh, bắt buộc phải có thương hiệu. Mà muốn học cách làm thương hiệu thì chỉ có học những người như ông Ba Quốc hay ông Phạm Xuân Ẩn, bởi vì họ là những bậc thầy. Quay trở lại với việc lấy tài liệu của ông Ba Quốc, thiết lập được mối quan hệ thân tình với Nguyễn Đăng Khiêm rồi. Lúc này ông thường xuyên đến nhà cũng như vào phòng làm việc của ông Khiêm tại cơ quan để trao đổi công việc. Mỗi lần đến nơi làm việc là ông lại quan sát xem tài liệu nằm ở tù nào, ngăn nào, khóa tủ dùng khóa loại gì, chìa ra sao. Cùng với đó là quan sát quy luật đi lại, giờ giấc sinh hoạt hàng ngày của ông Khiêm. Sau một thời gian nghiên cứu quy luật thì sáng hôm đó ông Ba Quốc bắt đầu ra tay. Thời điểm ông tác nghiệp đó là lúc nhân viên canh gác còn đang đi uống cà phê. Người chuyên lo mấy cái giấy tờ lặt vặt cho ông Khiêm đang ở phòng bên cạnh lau dọn. Ông Ba Quốc bước tới tủ mở khóa, 2-3 lần đo khóa để làm chìa này cho tốt chuẩn rồi. Thế nhưng không hiểu tại sao mở mãi vẫn không được. Cũng công nghệ làm chìa đó, ông đã thử ở các tủ trong ban của ông thì được. Thế nhưng đây là loại tủ Macadi, nó không thích hợp với cái loại chìa này mà ông làm. Đã không mở được tủ, chìa khóa lại còn dắt không rút ra được. Ông Ba Quốc cảm giác như trời đang sập xuống. Thế nhưng rất may, rút 3-4 lần thì nó cũng ra.
vừa rút được chìa, đang ngồi bịch xuống ghế để hoàn hồn lại mọi thứ, thì bất ngờ Trung tá Tiên, giám đốc nhà điệp báo từ cầu thang đi lên. Ông ấy nhìn chăm chăm vào ông Ba Quốc để hỏi tại sao lại có mặt ở trong phòng của ông Khiêm vào giờ này. Rất may là mọi thứ đã có trong kịch bản tính toán sẵn, thế nên ông Ba Quốc đoang hoang trả lời rằng đã nghe ông Khiêm đi nghiên cứu đất đai ở Long Khánh. Tất nhiên toàn là bậc thầy về tâm lý tội phạm, thế nên ông Tiên, giám đốc nhà điệp báo, không thể nào dễ dàng tin tưởng vào lời khai của ông Ba Quốc như vậy. Ngay lập tức, hôm sau ông Tiên đã cử người theo dõi mọi động tĩnh, cũng như tìm hiểu xem hành động và lời khai của ông Ba Quốc có giống nhau hay không. Rất may là người theo dõi ông lại chính là nhân viên cấp dưới của ông ngày xưa. Chính vì thế mà ông Ba Quốc biết mình bị nghi ngờ, lập tức mọi động thái được dừng lại hoàn toàn. Ngay cả khi đối phương không còn điều tra gì về ông nữa, ông cũng không làm thêm bất cứ một việc gì cả. Bởi ông hiểu, khi niềm tin đang bị lung lay thì lập tức phải đổ bê tông cho nó thật chắc lại đã, lúc đó mới làm gì thì làm, chứ không mọi thứ rất dễ đổ. Đây có lẽ là ví dụ cụ thể nhất cho ta thấy được cái đẳng cấp của người làm tình báo. Làm sao phải vẽ được hình ảnh cực kỳ uy tín trong mắt đồng nghiệp, và hai nữa là phải sống, phải hòa đồng được với tất cả các thành phần, tất cả các thế lực, đối xử với họ làm sao để không bao giờ họ quay lưng lại với mình. Đó là hai cái nói thì dễ, thế nhưng để làm nó thì là bố của khó. Giả sử như người theo dõi ông không tin tưởng ông, ngày xưa là cấp dưới của ông nhưng bị ông đối xử tệ bạc, thì có lẽ ông Ba Quốc đã lộ luôn từ lần đó rồi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ba Quốc đã vẽ một hình ảnh đầy uy tín, tận tụy hết lòng vì anh em như thế nào? Tất cả sẽ có vào số sau. Các sếp có điều kiện thì vào giao lưu trong group Đàm Đạo Lịch Sử, đường link ở phía dưới phần mô tả. Và nếu có tài liệu nào hay thì hãy nhớ gửi vào trong đó giúp em với nhé. Trong số trước, rất nhiều người đã thắc mắc về việc tại sao ông Ba Quốc lại có thể có chìa khóa để mở tủ của Nguyễn Đăng Khiêm, lấy đâu ra nó, chả nhẽ lại ăn trộm được của Nguyễn Đăng Khiêm hay sao? Đó là một câu hỏi rất hay, thế nhưng nếu ăn cắp được chìa khóa thì mọi chuyện đã quá đơn giản. Bởi chỉ cần cầm chìa khóa được khoảng 1 phút thôi thì kiểu gì cũng đánh ra được một cái chìa y hệt như vậy, bằng cách cho vào bánh xà phòng hoặc cục đất sét là có thể xong, tất cả chỉ trong một nốt nhạc. Thế nhưng những cái đó chỉ là bài cơ bản của việc mở khóa. Đối với những người tình báo ngày xưa thì họ được học mở khóa cực kỳ bài bản. Mở khóa nó cũng giống như hơi thở vậy, đầu óc của họ toàn những cái đầu quá nhiều sạn, thế nên chỉ cần nhìn ổ là có thể đánh được chìa, không cần phải biết chìa gốc của nó là gì. Theo như chia sẻ của TikToker Kỳ Anh Thợ Khóa thì bây giờ với công nghệ cao có rất nhiều cách để lấy dấu mà không cần chìa. Thế nhưng ngày xưa khi công nghệ còn kém thì rất có thể ông Ba Quốc đã làm bằng cách lấy một cái chìa nguyên bản được gọi là phôi, bôi một lớp mực lên phôi đó, sau đó đút vào ổ, lắc vài vòng là có thể biết được các răng cưa trong ổ đó được sắp xếp như nào, cứ thế mài theo là kiểu gì cũng sẽ mở được. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao pha mở cửa tủ đó của ông Ba Quốc lại bị dắt chìa khóa? Đơn giản bởi không có một thợ khóa nào có thể làm một phát ăn luôn được, mà bắt buộc phải có thêm một công đoạn mài, một công đoạn điều chỉnh nữa để làm sao chìa nó khít vào ổ nhất, lúc đó mới có thể ăn. Và cái khó của ông Ba Quốc chính là ở chỗ đó. Nếu như ông mở tủ với tâm thế đoang hoàng như một người thợ sửa khóa, cứ sai chỗ nào sửa luôn chỗ đó, thì việc mở tủ với ông quá đơn giản. Khổ một cái là đo đạc xong, ông có được thử luôn trên chiếc khóa đó đâu. Chính vì thế mà lần cắm chìa khóa vào tủ nó mới bị dắt như vậy. Đó là lần thoát chết trong gang tấc của ông. Thiếu tí nữa thì ông đã phải lên bảng điểm số luôn từ hôm đó. Những người như ông Ba Quốc nếu chẳng may bị lộ sẽ là một mất mát cực lớn với mình, bởi tốn rất nhiều thời gian họ mới có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân, tạo được niềm tin với địch, treo cao luôn sâu vào bộ máy của nó. Mất một người thì lịch sử sẽ phải kéo dài thêm cả chục năm nữa. Đơn giản bởi không có những người tình báo thì chúng ta không thể biết được chính xác là ngày nào, giờ nào địch sẽ mang B-52 ra đánh Hà Nội. Không thể nào biết được nó có mang bom đánh bệnh viện Bạch Mai hay không mà còn sơ tán mọi người đi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ba Quốc đã xây dựng thương hiệu của mình như thế nào để có thể treo cao luôn sâu vào bộ máy của địch như vậy? Để hiểu tường tận về câu chuyện này thì có lẽ chúng ta phải quay lại từ những năm 1949 khi ông bắt đầu chuyển sang ngành tình báo quân sự và được giao nhiệm vụ hoạt động tại Hà Nội. Ông quay trở về Hà Nội với danh nghĩa là tìm vợ con thất lạc, cùng với đó là tận dụng mọi mối quan hệ để có thể có chỗ đứng trong lòng địch. Ngày đó ông có quen một người, người này là con rể của một nhân vật cực kỳ thế lực có tên là Đàm Y. Đây là quận trưởng quận 1, bây giờ là phường Hàng Chống, là tay chân của Tổng trấn Bắc Việt. Có được mối quan hệ với Đàm Y xong thì ông Ba Quốc tha hồ tung hoành. Do không có con trai, thế nên Đàm Y rất quý ông Ba Quốc. Đàm Y muốn lo mọi chuyện cho ông Ba Quốc để sau này ông phụng dưỡng mình lúc về già. Năm 1954, khi Hiệp định Genève được ký kết, địch mở một đợt di cư ồ ạt vào Nam. Lúc này thì ông Ba Quốc được lệnh theo dòng người vào trong đó để hoạt động.
Thế nhưng đen một cái là ở ngoài Hà Nội này ông oanh tạc quá sôi nổi. Chính vì thế mà đã bị một người tên là Vũ Đình Lý nghi ngờ ông làm cho Việt Minh. Người này đã lên hồ sơ rõ ràng về nghi ngờ đó. Đây là một thứ cực kỳ bất lợi cho ông. Với hồ sơ như thế mà ông vào Nam thì chắc chắn là bị bắt luôn tại trận, chẳng có cửa gì mà đòi làm tình báo. Bài toán đang tưởng chừng như không có lời giải thì bất ngờ chỉ cần nhờ Đàm Y mỗi một câu là xong. Đàm Y liên hệ thẳng với chánh án tòa án tối cao lúc đó, rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn ra khỏi cơ quan công an, chỉ để lại mỗi hồ sơ chính đẹp như mơ, không có bất kỳ một vết nhơ nào cả. Kể từ sau vụ đó thì ông Ba Quốc bắt đầu vào Nam để oanh tạc, viết lên những trang sử hào hùng về bản thân mình. Trên đường lên tàu vào Nam, với tư cách là cán bộ cấp cao của Pháp, ông đã tìm cách quen được những người có máu mặt. Rất may là gặp được một người Tây Lai tên là Ginnat. Người này là trưởng phòng nhì của Pháp. Tâm sự một lúc thì thằng này chia sẻ rằng nó biết người Pháp đang có kế hoạch chuyển một số vàng lớn về Pháp. Đồng thời còn gợi ý rằng nếu ông quen ai có thế lực, tôi sẽ cho biết cụ thể về kế hoạch đó. Tôi cần có tiền hoa hồng. Đang chết đuối tự nhiên với được cọc, ông Ba Quốc biết được điều này thì chẳng khác gì cầm lệnh bài miễn tử trong tay. Vào trong Nam, ông được giao việc ở nha công an năm phần, nhiệm vụ là làm kế toán. Tất nhiên với ý đồ chui thật sâu, leo thật cao thì buộc ông phải làm việc khác, chứ ngồi tính toán mấy con số vậy thì lấy đâu ra nhiều thông tin hay mà gửi về cho lãnh đạo. Biết được chuyện người Pháp chuẩn bị chuyển vàng về nước, chính vì thế mà ông đã quyết tâm đi tìm Ngô Đình Diệm, người có chức vụ cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, để bắt thân, quyết tâm thay đổi công việc của mình. Thế nhưng tất nhiên tầm cỡ là tổng thống thì làm gì có thời gian để tiếp đón những người chưa có số má như ông Ba Quốc. Chính vì thế mà ông lại phải tìm xem cận vệ thế lực nhất bên cạnh ông Diệm là ai. Hỏi rất nhiều chỗ thì ông mới biết đó là Trần Kim Tuyến, người này hiện đang là trưởng ban công tác đặc biệt của phủ tổng thống. Tất nhiên để tiếp cận với Trần Kim Tuyến cũng là một điều cực kỳ khó. Chưa có số má gì như ông Ba Quốc thì buộc phải tìm thêm một bước nữa. Ông Diệm là F0, bác sĩ Tuyến là F1, vậy thì làm sao phải tìm được F2, một người thân cận của ông Tuyến. Qua truy vết tìm kiếm thì cuối cùng ông Ba Quốc cũng đã tìm được Kiều Văn Lân, chủ nhiệm báo Tự Do, một người bạn rất thân của ông Tuyến. Tiếp cận với F2 lúc này thì đơn giản hơn rất nhiều. Ông Ba Quốc lập tức đến và chia sẻ về vụ vàng với F2. F2 thấy mùi thơm, lập tức báo ngay cho F1. Chẳng cần đợi lâu, Trần Kim Tuyến lúc này buộc phải là người chủ động gọi điện liên lạc với ông Ba Quốc. Một pha lật ngược tình thế ngoạn mục và phần mở bài coi như đã xong. Chốt được phương án với Trần Kim Tuyến về vụ vàng thì ông Ba Quốc bắt đầu dẫn theo ba đàn em của mình đến ngân hàng để theo dõi xem bao giờ thì người Pháp chuyển vàng xuống tàu và vàng sẽ được chuyển như thế nào. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở đây, đang trên đường tới ngân hàng thì ông Ba Quốc cùng đàn em của mình bị bắt. Người ra lệnh bắt là Lý Thái Như, người của phủ tổng thống. Đến nước này thì ông Ba Quốc hiểu rằng mình đã bị lộ, bởi mình đang làm việc cho phủ tổng thống mà tự nhiên chính người của phủ tổng thống lại bắt mình. Ông Ba Quốc bị nhốt ở một buồng trên lầu, còn ba người đàn em thì ở dưới trại giam. Trong lúc chuẩn bị tinh thần đợi địch vào tra tấn lấy thông tin thì tự nhiên ông Ba Quốc nghe thấy tiếng soạt rất nhẹ nhàng. Một mảnh giấy vo tròn của ai đó đã vứt xuống sàn nhà. Ông nhặt lên mở ra đọc thì thấy dòng chữ: bọn em bị tra tấn rất dã man, nó bắt bọn em khai anh và bọn em nhận lệnh của bác sĩ Tuyến để đi ám sát Trung tá Lý Thái Như, lữ đoàn trưởng an ninh phủ tổng thống. Đọc xong mẩu giấy thì ông Ba Quốc thở phào nhẹ nhõm, vì hóa ra không phải bị lộ như ông nghĩ, mà đây là một cuộc đấu đá nội bộ và ông là một con tốt thí. Ngày đó thì Ngô Đình Diệm lãnh đạo theo phong cách gia đình trị, phe phái của hai anh em Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Nhu ghét nhau như chó với mèo. Lý Thái Như là người của phe Ngô Đình Cẩn, còn bác sĩ Tuyến là người của phe Ngô Đình Nhu. Sở dĩ có mâu thuẫn này đó là bởi Ngô Đình Cẩn tuy là lãnh chúa miền Trung thế nhưng lại rất thích thò tay và thò rất sâu vào các vấn đề ở Sài Gòn, đặc biệt là vấn đề về nhân sự. Ngô Đình Cẩn muốn tìm cách đưa người thân tín gốc miền Trung của mình vào trong các cương vị trọng yếu, thế nhưng Ngô Đình Nhu lại thích dùng những người miền Bắc di cư. Ông Nhu thì rất tin tưởng bác sĩ Tuyến, thế nhưng ông Cẩn lại cực kỳ ghét. Chính vì thế mới có câu chuyện đàn em của ông Cẩn tìm cách hãm hại ông Tuyến. Đó cũng chính là khởi nguồn của vụ bắt ông Ba Quốc. Sau khi biết được tin, lập tức ông Ba Quốc ngồi trong phòng giam ủ mưu tính kế để khai thác mâu thuẫn này, tạo lập vị thế cho mình. Cái quan trọng là theo phe nào sẽ có lợi cho công việc làm tình báo. Suy đi tính lại thì ông vẫn chọn phe của bác sĩ Tuyến, người đã nằm trong kế hoạch ban đầu của ông. Khoảng 2 tuần sau thì có người đến mở cửa buồng giam để dẫn ông đi, cứ tưởng là đưa đi để tra tấn, thế nhưng hóa ra là đi để nói chuyện ba mặt một lời. Buổi nói chuyện hôm đó có đại diện của Tổng thống, có Lý Thái Như và ông Ba Quốc cùng các đàn em. Lập tức thì người của Tổng thống hỏi ông Ba Quốc về đầu đuôi câu chuyện xem như thế nào. Ông Ba Quốc chẳng có gì phải chần chừ cả, cứ thế ông kể một lèo.
từ chuyện bác sĩ Tuyến giao cho ông theo dõi vụ Pháp chuyển vàng từ ngân hàng về nước đến việc bị người của Trung tá Như bắt giam trên đường đang đi làm nhiệm vụ. Kể xong, ông chỉ thẳng vào mặt của Lý Thái Như để bịa thêm. Cách đây 3 ngày, ông Như một mình tới buồng giam, đưa tôi lên con xe Jeep, chở đến sông Nhà Bè, bắt tôi phải ký vào biên bản đã đánh máy sẵn với nội dung: tôi nhận lệnh của bác sĩ Tuyến đến ám sát Trung tá Như. Tất nhiên việc bịa đặt đấy là sai sự thật nên tôi không ký. Ông Như cho tôi một thời gian suy nghĩ và dọa rằng nếu tôi không ký, ông ta sẽ bỏ tôi vào bao và quẳng xuống sông. Lý Thái Như nghe đoạn đầu chẳng thấy động tĩnh gì, thế nhưng nghe xong đoạn bịa về mình thì há hốc mồm rồi nổi khùng lên định xông vào đấm luôn ông bà Quốc. Thế nhưng tất cả đã được ông bà Quốc tính toán hết cả rồi, thế nên chả bị sao cả. Lập tức thì đại diện của Tổng thống ở đó trợn mắt và quát lớn: ông đừng có làm bậy, tôi là người của Tổng thống, trước mặt tôi mà ông còn thái độ như vậy, huống hồ là lúc không có. Thôi được rồi, ngày mai mời tất cả đến dinh Tổng thống sẽ trực tiếp xử lý vụ này. Sau câu nói này, mặt của Trung tá Lý Thái Như cắt không còn giọt máu. Tự nhiên ông bà Quốc trở nên sao số hẳn. Lý Thái Như mời ông về phòng làm việc, lôi hẳn rượu xịn ra uống, rồi ăn năn xin xỏ. Thế nhưng ông bà Quốc vẫn rừng rừng mặc kệ. Mấy hôm trước còn khệnh khạng bắt ông bà Quốc cùng đàn em, bây giờ thì mọi thứ đã được ông bà Quốc xoay chuyển 360 độ. Sáng ngày hôm sau, Lý Thái Như cùng ông bà Quốc tới tầng hầm của Dinh Độc Lập. Ở đó có cả bác sĩ Tuyến cũng đã ngồi đợi sẵn để chờ Tổng thống tới xử lý. Chỉ tiếc là đợi mãi mà không thấy Tổng thống về, do hôm đó ông Diệp bận tiếp khách ngoại quốc. Trận đấu được đá bù giờ thêm tận 1 tháng, thế nhưng rồi thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi cả. Lý Thái Như cuối cùng cũng bị đuổi việc, bác sĩ Tuyến thì được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, cơ quan mật vụ của phủ Tổng thống. Đây là một chức bố của to, bác sĩ Tuyến lên được chức vụ đó thì công lớn nhất thuộc về ông bà Quốc. Chính vì thế mà mục tiêu làm quen và trở thành thân thiết với bác sĩ Tuyến đã xong. Bác sĩ Tuyến bây giờ quý ông bà Quốc hơn cả vàng, thế nên lập tức điều chuyển ông về làm cho mình luôn. Để vào làm trong Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, nơi bác sĩ Tuyến làm giám đốc thì cần phải có đủ 3 điều kiện. 1. Phải là đảng viên Đảng Cần Lao. 2. Phải là người Công giáo. 3. Phải là người miền Trung. Tất nhiên cả 3 điều kiện này thì ông bà Quốc đều không có. Thế nhưng bây giờ số má của ông khác hẳn ngày xưa rồi, thế nên chả cần gì nữa cả. Bác sĩ Tuyến tuyển thẳng ông vì ông đã lập được một công quá lớn, một trường hợp bố của đặc biệt. Đến đây có thể một số người sẽ hỏi rằng: ơ, vậy thì còn vụ vàng thì sao? Cuối cùng là bọn Pháp có chuyển được ra nước ngoài hay không? Câu trả lời là chả ai biết về vụ đó nữa cả. Ông bà Quốc được việc của mình rồi, thế nên cũng chẳng bận tâm đến vụ vàng đó nữa. Bởi đó là tính cách của ông, cái gì liên quan đến mục tiêu của mình thì ông mới làm, còn không thì thôi, không mất thời gian. Đó là câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân của ông bà Quốc. Chỉ cần nghe qua như thế thôi là chúng ta có thể hiểu được để xây dựng được thương hiệu của mình trong mắt người đối diện nó gian nan, vất vả và kỳ công như thế nào. Xây dựng thương hiệu chưa bao giờ dễ như mấy diễn giả vẫn thường lên mạng chém gió. Không phải là việc leo lên mấy con mẹt, ưa nẹo chụp ảnh như mấy em hot girl chơi tiền ảo. Xây dựng hình ảnh cá nhân nó cần phải được chú trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nó phải được lặp đi lặp lại với tần suất cực lớn để người đối diện cứ nhìn thấy mình là hiểu mình là con người như thế nào. Ngoài việc tạo vỏ bọc trong công việc thì ông bà Quốc còn nổi tiếng với việc tạo vỏ bọc cho cả gia đình mình nữa. Cuộc đời ông gắn liền với câu chuyện vị tướng tình báo và hai bà vợ, một câu chuyện mà bất cứ ai có gia đình rồi cũng đều phải ứa nước mắt sau khi nghe xong câu chuyện này của ông, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Người vợ cả của ông đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để ủng hộ cho công việc làm tình báo của chồng, chấp nhận cho chồng lấy vợ hai để tạo vỏ bọc. Hai vợ chồng có đôi hoa tai là quà cưới mà bà quyết định hy sinh đưa nó cho chồng để ông trao cái đó cho bà vợ hai, thì chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của bà vợ cả lớn như thế nào. Cụ thể câu chuyện đó ra sao, tất cả sẽ có vào số sau. Có tài liệu nào hay, hãy nhớ gửi vào group Đàm Đạo Lịch Sử giúp em ấy nhá. À mà nhân tiện thì em cũng rất xin được cảm ơn fanpage Top Comment cũng như fanpage Cao Thủ đã dành cho em những sự ưu ái trong thời gian qua. Cảm ơn các admin của hai fanpage rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Nhắc đến đẳng cấp của ông bà Quốc, một người rất ít khi được báo chí sách vở nói đến, thì có lẽ chúng ta phải kể đến vụ lấy tài liệu của Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn. Ông lấy tài tình đến nỗi Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải đập bàn và hét lên rằng: tại sao tài liệu Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn chưa được đọc mà Hà Nội đã đọc xong hết cả rồi? Vụ này Cao Văn Viên rất cay, ông nghi thủ phạm chính là Vũ Văn Nho, trưởng phòng 2 Bộ Tổng tham mưu. Thế nhưng thực ra lại không phải, người đưa những thông tin đó cho ông bà Quốc lại là Trung úy Mùi.
Ngày đó những tài liệu mật của Việt Nam Cộng Hòa, ông Mùi cứ in ra đến đâu là lại giao cho ông Ba Quốc luôn đến đó, từng tờ một. Còn đối với Tổng Tham mưu trưởng thì phải chờ in đủ một lượt rồi mới trình lên. Do vậy mà tài liệu mật ông Ba Quốc lúc nào cũng có trước. Tất nhiên là ông Mùi không biết ông Ba Quốc là người của mình cài vào. Ông ấy chỉ nghĩ rằng ông Ba Quốc lấy tài liệu về cho Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo. Hàng ngày thì ông Ba Quốc vẫn trích một phần tiền lương để trả công cho ông Mùi. Và chỉ có thế thôi là ông Ba Quốc đã có tài liệu mật để dùng rồi. Địch nó làm cái gì thì Hà Nội mình cũng đều biết trước. Chỉ buồn cười mỗi cái đó là mãi rồi thì Cao Văn Viên mới biết tài liệu mật Sài Gòn chưa được đọc, thế nhưng Hà Nội đã đọc xong rồi. Đau đớn hơn là khi bị lộ ra ngoài thì nghi ngờ hết người nọ đến người kia, nhưng rồi cũng chẳng có bằng chứng gì để kết luận bất cứ một ai cả. Người đáng nghi ngờ nhất là ông Ba Quốc thì chả bao giờ bị sờ đến, toàn chiếu tướng những người rời ơi đất hỡi ở tít đầu đầu. Để làm được điều này thì đó là cả một quá trình mà ông Ba Quốc đã phải dày công xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Tài liệu mật mà ông được địch đưa cho không nghĩ ngợi gì thì bạn có thể hiểu uy tín của ông trong mắt đối phương lớn như thế nào. Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc xây dựng thương hiệu trong công việc của ông Ba Quốc rồi. Thế nhưng đối với nghề tình báo thì cái họ cần đó là sự đồng bộ. Chính vì thế mà ngoài công việc ra thì ông còn phải tạo vỏ bọc cho cả gia đình mình nữa. Năm 1949, ông Ba Quốc quay trở lại Hà Nội để làm tình báo với lý do là để tìm vợ con thất lạc. Thế nhưng tất nhiên, đó chỉ là lý do ngụy trang mà thôi, bởi thời điểm đó ông đã có vợ và hai con rồi. Ông Ba Quốc làm tình báo đẳng cấp đến nỗi, nếu như bạn dùng logic để giải thích thì sẽ chẳng thể nào giải thích được bất cứ một điều gì cả. Đàm Y là người làm cho Pháp, ông là quận trưởng quận 1, nay là quận Hàng Chống, chức sắc cực kỳ to. Ông Ba Quốc nhờ con rể của Đàm Y nên đã quen được người này và vào ở trong nhà như người thân. Ở một thời gian thì ông Đàm Y biết thừa ông Ba Quốc là người của Việt Minh, thế nhưng tất cả mọi thứ ông Đàm Y đều bao che cho ông Ba Quốc. Lý do được người trong cuộc giải thích đó là bởi ông Ba Quốc sống rất tình nghĩa, có trước có sau. Cùng với đó thì Đàm Y muốn có một người con trai để sau này còn chăm lo mình về già, thế nên yêu thương ông Ba Quốc hết mực. Sau khi oanh tạc ở Hà Nội một thời gian thì ông Ba Quốc được điều vào Nam để hoạt động. Tất nhiên với nghi ngờ làm cho Việt Minh, thế nên ông cần phải nhờ đến Đàm Y giúp đỡ, chứ không với hồ sơ đó thì vào đến miền Nam chắc chắn là bị bắt. Chỉ có điều nếu không phải là người máu mủ thì chả biết gì Đàm Y phải giúp đỡ ông Ba Quốc nhiệt tình cả. Chính vì thế để đi sâu hơn một bước thì ông Ba Quốc phải làm sao trở thành con cháu trong nhà, lúc đó Đàm Y mới có động lực hơn để giúp được. Đàm Y có một người bạn rất thân, người bạn này có cô con gái tên Xuân. Thấy ông Ba Quốc tính tình thật thà hiền lành, tìm vợ con thất lạc mãi không được, ông Đàm Y đã gán ghép hai người này với nhau. Đàm Y thì coi Xuân như con gái, chính vì thế mà ông muốn cô này phải có được người chồng hiền lành, chịu thương chịu khó như ông Ba Quốc. Ông Ba Quốc thì cũng lại rất cần một người như Xuân để tạo thân thiết hơn với Đàm Y, có gì thì Đàm Y sẽ đứng ra bảo kê cho mình. May ở chỗ là bà Xuân cũng có cảm tình với ông Ba Quốc, đồng thời thì gia đình bà Xuân cũng rất ngưỡng mộ cái tính cần cù chịu khó của ông. Chính vì thế mà mọi tính toán đều rất thuận lợi. Thân thiết với Đàm Y hơn rồi nên việc bị ghi vào trong hồ sơ là người của Việt Minh cũng chẳng có gì phải lo cả. Đàm Y liên hệ thẳng với chánh án tòa án tối cao lúc đó, rút toàn bộ hồ sơ nghi vấn ra khỏi cơ quan công an. Chính vì thế mà ông thoải mái vào Nam oanh tạc không cần phải lo lắng gì. Thế nhưng rào cản lớn nhất bây giờ không phải là mấy cái thủ tục đó nữa, mà lại là câu chuyện của ông và người vợ cả. Một người sống rất tình cảm, có trước có sau như ông Ba Quốc, tất nhiên sẽ chẳng thể nào có thể rũ bỏ luôn được vợ cùng với hai đứa con của mình. Sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ thì ông Ba Quốc quyết định về nhà nói thật với vợ. Điều không ngờ là vợ ông quyết định đặt quyền lợi đất nước lên trên hạnh phúc lứa đôi. Sau khi nghe chồng chia sẻ về nhiệm vụ mà tổ chức giao cho vào Nam hoạt động phải lấy vợ khác để tạo vỏ bọc, bà Thanh vợ cả của ông đã lặng lẽ gật đầu đưa cho ông đôi hoa tai quà cưới duy nhất của hai vợ chồng ông và nói rằng ông lấy đôi hoa tai này mà làm quà cưới cho bà vợ hai. Thế nhưng phải nhớ ghi tên trên giấy tờ vợ sau là vợ kế đấy nhá. Tất nhiên là một người nghĩa khí như ông Ba Quốc thì ông không thể nào làm sai tới nửa lời. Đây có thể nói là một sự hy sinh quá quá lớn mà có lẽ sẽ chẳng có một bà vợ nào khác có thể chấp nhận điều đó. Chấp nhận để chồng mình lấy một người phụ nữ khác làm vợ, còn mình thì phải ở nhà gồng gánh hết tất cả mọi việc. Thế nhưng dường như đó mới chỉ là cái khổ ở cấp độ 1 mà thôi. Bởi sau đó thì bà và hai đứa con nhỏ còn phải chuyển nhà lên tận nông trường chè Vân Lĩnh ở Phú Thọ để che mắt địch. Ở nơi đây không có ai thân quen nên cuộc sống của bà cực kỳ khó khăn. Đầu tiên là khó khăn về vật chất. Người ta có chồng đi bộ đội thì ở nhà có lương gửi về, còn bà thì không, tự làm, tự xoay sở để nuôi hai đứa con của mình. Vất vả về vật chất đã đành, thế nhưng khốn nạn hơn là còn khó khăn cả về tinh thần, bởi mọi người xung quanh đều đối xử với mẹ con của bà quá tệ bạc. Trong mắt mọi người thì bà có chồng làm tay sai cho địch, con của bà có bố là kẻ bán nước. Chính vì thế mà họ hắt hủi cũng là điều dễ hiểu.
Cái nhà của bà ở trên nông trường chè nằm trên một quả đồi, gọi là nhà, thế nhưng đơn giản là bốn phiến tranh ghép vào với nhau, không có cửa giả gì cả. Muốn chui ra, chui vào chỗ nào thì chỉ cần nhấc phiến tranh đó lên là được. Trời nắng thì còn đỡ, hôm nào trời mưa, ba mẹ con lại phải chui vào một góc giường, căng tấm ni lông lên để chống chọi qua đêm. Tài sản giá trị nhất của mẹ con bà ngày ấy là chiếc giường, nếu quy ra tiền hiện tại thì nó chỉ đáng giá 15.000 Việt Nam đồng. Đau đớn hơn ở chỗ, đó là bất cứ lúc nào mẹ con bà cũng có thể bị người ta đuổi đi, bởi đất đó đâu phải là đất của bà. Một năm có khi phải chuyển chỗ tới 4 lần, cứ có đôi vợ chồng nào mới cưới là người ta lại mời bà cùng hai đứa con nheo nhóc đi chỗ khác. Trong mắt mọi người, chồng bà là kẻ bán nước, chính vì thế mà chả ai tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của bà được cả. Thời buổi bây giờ, có dịch vụ chuyển nhà rồi mà cứ mỗi lần nhắc đến chuyển nhà thôi, người ta đã phải sợ đến phát ốm. Thế nhưng ngày đó, một mình bà còn kẹp nách thêm hai đứa con nheo nhóc, một năm phải chuyển chỗ tới 4 lần, thì chúng ta có thể hiểu được sự hy sinh của bà dành cho công việc của chồng, dành cho đất nước lớn như thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người ta phải chuyển bà đi chỗ khác như vậy? Cứ ở chỗ cũ có phải đỡ hơn không? Đó là bởi nguyên tắc của nghề làm tình báo. Nếu mà vợ con của ông Ba Quốc vẫn ở chỗ cũ, xung quanh hàng xóm đều biết rất rõ về gia đình ông, biết gia đình ông là gia đình cách mạng, thì khi CIA nó điều tra ra, chắc chắn ông Ba Quốc sẽ bị lộ. Gốc gác của gia đình như thế thì chẳng có lý do gì mà ông Ba Quốc lại bán nước được cả. Làm tình báo mà để địch hơi hơi nghi ngờ thôi là một điều vô cùng cấm kỵ. Chính vì thế mà người ta phải chuyển vợ con ông đến một nơi mà chả ai biết họ là ai cả. Chỉ có như thế thì ông mới có thể thoát khỏi sự nghi ngờ bởi những cái đầu quá nhiều sạn của CIA. Vậy một câu hỏi nữa đặt ra, đó là tại sao lúc đó nhà nước không trích một chút ngân sách để giúp đỡ cho vợ con ông Bà Quốc? Trích một phần nhỏ ngân sách của cả quốc gia để hỗ trợ một gia đình, đó là điều quá đơn giản. Thế nhưng nhà nước chỉ cần có một hành động nào đó quan tâm một chút xíu đến gia đình ông thôi, thì chắc chắn ông Bà Quốc sẽ bị lộ. Những cây đầu của CIA nó quá thừa khả năng để phân tích được những cái đó. Người của nó cũng cài cắm xung quanh bộ máy chính quyền của mình rất nhiều, không biết đâu mà lần được. Chính ông Bà Quốc là người đã phải tìm hiểu xem có bao nhiêu thằng gián điệp của CIA cài vào trong nội bộ nhà mình. Bây giờ rút ngân sách ra để hỗ trợ mà địch nó ngửi thấy mùi thì chắc chắn ông Bà Quốc sẽ bị lộ. Lúc đó thì lịch sử đất nước phải kéo lùi thêm cả chục năm nữa. Chính vì thế mà ngày đó chỉ có một hai người biết đến hoàn cảnh thật của gia đình ông Bà Quốc mà thôi, nên cũng chả làm gì được, cũng chỉ đứng cắn răng nhìn mẹ con của bà cả vật lộn với cuộc sống chứ không còn cách nào khác. Vậy câu hỏi nữa đặt ra, đó là ông Ba Quốc có biết đến những điều này hay không? Câu trả lời là có. Có thể ông không biết được tường tận chi tiết, thế nhưng ông thừa hiểu rằng ông chọn nghề làm tình báo thì vợ con ông ở nhà sẽ rất rất khổ. Tất nhiên, chả có người cha nào muốn rời xa gia đình của mình cả. Chả có người cha nào không muốn ôm hôn, chải tóc cho con gái của mình mỗi ngày. Thế nhưng vì sứ mệnh cao cả mà Tổ quốc giao cho, thế nên ông Ba Quốc đành phải gác lại những điều đó, chứ chả còn cách nào khác. Con gái của ông ở nhà có hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, tại sao các bạn có bố mà con lại không có? Thế bố đi đâu hả mẹ?" Câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ, thế nhưng nó là một câu có sức sát thương quá lớn. Sát thương của câu hỏi này như thế nào, có lẽ chỉ có các mẹ single mom mới có thể hiểu hết được nó. Lúc này vợ của ông Ba Quốc chỉ lặng lẽ trả lời rằng: "Bố đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc, 7 năm là về con ạ." Nghe được câu trả lời đó, con gái của ông Ba Quốc ở nhà vui lắm. Đi đâu ai hỏi nó cũng bảo là cháu có bố đấy cô chú, bố của cháu đi học ở Trung Quốc đấy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh hồn nhiên của đứa trẻ khi nó nói ra câu đấy thôi, thì bạn có thể hiểu được ước mong được gặp bố, niềm tự hào khi có bố của một đứa trẻ nó lớn như thế nào. Ngày đó cứ gặp ai đi Trung Quốc về là đứa trẻ đó cũng giao hỏi thông tin về bố. Thấy trong nhà có người chú đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc, đứa trẻ đó còn nhanh nhảu chạy ra hỏi xem có gặp bố ở bên đó không. Người chú đó không rõ đầu đuôi câu chuyện, thế nên đã thật thà trả lời rằng: "Làm gì có, bố cháu có đi học ở Trung Quốc đâu." Thế nhưng đứa trẻ đó vẫn khăng khăng khẳng định rằng: "Đúng mà, mẹ cháu bảo là có đó, bố cháu đi học lái xe hỏa ở Trung Quốc đó." Nghe xong thì người chú kia chỉ biết cười trừ rồi cho qua, chứ cũng chẳng nói gì nữa. Thế nhưng đứa trẻ đó vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng nó có bố và bố nó học lái xe hỏa ở Trung Quốc, chỉ 7 năm nữa là về thôi. Đứa trẻ đó tên đầy đủ là Đặng Thị Chính Giang. Sau này khi lớn lên, bà Giang có kể lại rất nhiều về quãng đời tuổi thơ của bà. Khốn khổ nhất đó là chuyện học hành. Chuyện học hành của chị em tôi nhiều vất vả lắm. Khi tôi học đến lớp 4, tự nhiên nhà trường không cho học nữa. Hồi đấy vào đầu năm học, những cháu gặp khó khăn hoặc gia đình bộ đội, gia đình cán bộ công nhân viên thì đều được nhà trường cho sách giáo khoa hoặc tập vở. Còn tôi thì không có gì. Lại có tin bố tôi là phản động, chạy theo địch, thế nên không được học tiếp. Mẹ tôi phải nhờ đến một bác nông trường đứng ra can thiệp thì tôi mới được học tiếp, thế nhưng cũng không được cấp sách vở. Tôi là học sinh giỏi văn đấy, thế nhưng trường cũng không cho đi thi. Cho đến khi tôi học xong lớp 5
thì trên cơ quan tình báo quân đội thông báo rằng cho tôi vào học trường học sinh miền Nam dành cho nữ khi ấy ở Hải Phòng. Thế là mẹ tôi cho tôi về Hà Nội để chờ nhập học. Tôi chờ hết tháng 8 không thấy gọi, sang đến sau ngày mùng 2 tháng 9 cũng không thấy gọi. Ông nội tôi lúc đấy mới lên cục hỏi, thì các anh ấy bảo nếu cho cháu vào học thì đồng chí bà Quốc sẽ bị lộ. Các anh trong cục chỉ nói với ông và mẹ tôi thôi. Còn với tôi thì họ nói ngắn gọn rằng trường miền Nam đã đủ học sinh rồi, không nhận thêm nữa. Chuyện học của bà Giang là như vậy. Thế nhưng bà bảo chuyện học của em trai bà còn phức tạp hơn rất nhiều. Cũng lòng đong như tôi, cậu ấy học xong cấp 2 thì họ không cho học nữa. Mẹ tôi gọi tôi về bảo ra trường cấp 3 xin cho em. Nếu không cho học chính quy thì học dự bị cũng được. Nhưng họ dứt khoát không cho. Chính quy cũng không cho mà dự bị cũng không cho. Thế là cậu ấy phải về nông trường đi làm mất 1 năm. Nói chính xác là đi chặt nứa về bán cho nông trường. Lúc ấy tôi đã lớn, tôi chạy lên cục nhờ các anh ấy can thiệp. Tôi làm sẵn một cái đơn nhờ các anh ấy chứng nhận. Thế nhưng các anh ấy bảo không thể chứng nhận được. Nếu có con đến tuổi đi học cái chữ thì có lẽ bạn mới có thể hiểu được cái nỗi khổ khi con mình không được học hành đầy đủ như các bạn đồng trang lứa, nó đau đớn như thế nào. Nỗi đau ấy có lẽ các anh chị cô chú từng có con và học lớp 1 rồi mới hiểu được vết thương này của bà cả. Các bạn đồng trang lứa được cấp sách tới trường, còn con mình muốn đi học mà không được, phải quay ra đi làm đủ mọi thứ để trang trải cuộc sống. Thời đó thì nhà ai cũng khổ, thế nhưng quan trọng là trong nhà của họ còn có một người đàn ông để gồng gánh san sẻ. Còn đây thì bà cả phải tự mình gồng gánh đủ mọi thứ. Nhiều khi bà muốn có một người đàn ông trong nhà để chia sẻ với mình đến nỗi đêm ngày 28 tháng 3 năm 1971, bà đang ngậm ngùi làm bài thơ có đoạn mở đầu như sau: anh vui vẻ, con ngoan vợ đẹp, nhớ tới ai tháng đợi năm chờ, tin càng trông thư nào có thấy, chắc quên rồi đâu nhớ tới ai. Khó khăn đủ đường như thế, thế nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng để chồng mình có thể yên tâm làm tình báo. Bà không hề hé răng nửa lời than khổ bao giờ cả, lúc nào cũng lầm lũi nuốt nước mắt vào trong để chồng mình hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chẳng may có lúc nào đó bà túng quẫn quá, bà nói thẳng ra với mọi người là chồng của bà làm tình báo phục vụ đất nước chứ không phải là kẻ phản quốc như mọi người nghĩ, thì không hiểu hậu quả của nó lớn như thế nào. Cần chồng là vậy, cần người đàn ông trong nhà là vậy. Thế nhưng khi đất nước giải phóng, chồng bà được trở về thì bà lại lúng túng hoàn toàn, không biết phải làm như nào cả. 21 năm xa nhau, đó là một khoảng thời gian quá lớn để hai người thay đổi. Thế nhưng duy nhất chỉ có tình cảm của ông bà dành cho nhau vẫn nguyên vẹn. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, ông bà Quốc được trở về. Bà đã làm bài thơ đầy nước mắt với đoạn mở đầu như sau: năm ngày em sống trong mơ, thấy anh em vẫn còn ngờ chiêm bao, nhìn nhau lòng thấy nghẹn ngào, mừng mừng tủi tủi vui nào vui hơn. Xa nhau 21 năm tròn, gặp nhau cháu gọi là ông với bà. Sau 21 năm xa cách, ngày đoàn tụ ai gặp ông bà Quốc cũng đều biết xưng hô như thế nào. Thế nhưng riêng chỉ có vợ ông là lúng túng, bà không biết gọi là chồng hay ông, vì tình yêu thì vẫn nguyên vẹn như thuở đôi mươi. Thế nhưng tóc này đã bạc và hai người đều đã có cháu đầy đủ cả rồi. Ông bà Quốc thì cũng rất khó xử với điều này. Sau 21 năm xa cách, ông nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con lắm. Thế nhưng dường như khoảng thời gian quá dài đó, nó đã khiến cho cuộc đoàn tụ của ông không được như các gia đình khác. Ông bà Quốc lúc này chả khác gì ông Sáu trong câu chuyện Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quảng Sáng. Ngày trở về, ông và vợ chả biết xưng hô như nào, bắt đầu tâm sự với nhau từ đâu. Con gái ông lúc này đã lớn, không thể tưởng tượng và chấp nhận nổi đó là bố mình nữa. Trong tưởng tượng của cô gái đó, bố là người thanh mảnh, nhẹ nhõm, ngọt ngào, chứ không giống như người bố mà cô gặp ngay lúc này. Người gì trông vừa nghiêm khắc, vừa đen lại còn xa lạ nữa. Chưa dừng lại đó, đến ngày bố trở về thì cô con gái mới biết chuyện là bố có vợ hai ở trong Nam. Đây có lẽ là bài toán khó xử nhất mà trong cuộc đời làm tình báo ông bà Quốc chưa bao giờ gặp phải. Bao nhiêu cái thế khó, tranh giành phe phái, kích động đảo chính ông đều làm quá đơn giản. Thế nhưng bây giờ trở về nhà với tình huống này, ông chả biết phải giải thích sao với đứa con gái đã trưởng thành, đã đầy đủ nhận thức nữa. Liệu con gái của ông có suy nghĩ rằng ông bỏ đi ăn chơi để ba mẹ con phải vất vả ở nhà như vậy hay không? 21 năm xa cách, chưa thể nào quen với sự xuất hiện của người đàn ông trong nhà, chưa thể nào tưởng tượng nổi mình lại có bố và bố mình lại như thế. Mọi thứ bình thường đã quá khó chấp nhận rồi, thế mà đây cô con gái lại biết thêm được bố mình còn có vợ hai. Cuộc đoàn tụ được có 2 ngày thì ông Ba Quốc nhận lệnh phải vào Nam ngay để tiếp nhận phủ đặc ủy trung ương, vì lúc này Sài Gòn đã được giải phóng và việc này là việc không một ai có thể làm thay thế ông được. Thế là ông Ba Quốc lại phải vội vàng lên đường vào Nam khi còn chưa kịp tâm tình với vợ câu chuyện gì sau 21 năm xa cách, khi mà hai đứa con còn chưa quen với sự có mặt của ông. Đau đớn hơn là khi biết tin ông phải lên đường thì bố của ông Ba Quốc đã không thể chịu được thêm nỗi đau cha con xa cách. Chính vì thế mà ông cụ đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mù cả đôi mắt.
Đó là những đau thương, những mất mát quá lớn của ông bà Quốc mà có lẽ không một người chồng, một người cha, một người con nào có thể chịu hy sinh mất mát lớn đến như vậy. Tất cả đều được ông cắn răng chịu đựng để dồn toàn tâm toàn ý vào phục vụ Tổ quốc, tất cả vì độc lập tự do cho dân tộc. Có thế chúng ta mới thấy để xây dựng được thương hiệu cá nhân nó đau đớn, nó vất vả như thế nào. Không phải cứ ưa nẹo trên con mẹt hay con Porsche chụp mấy tấm hình up lên mạng là có thể thành doanh nhân được. Nó là cả một quá trình đầy máu và nước mắt vẽ hình ảnh của mình vào đầu người khác. Vậy câu hỏi đặt ra đó là câu chuyện của ông với bà hai có éo le, cuộc sống của bà hai có vất vả khổ cực như bà cả hay không? Tất cả sẽ có vào số sau. Thay mặt cho ekip Đàm Đạo Lịch Sử, em xin được cảm ơn tất cả mọi người đã donate qua tài khoản ngân hàng của em rất rất nhiều. Nếu có tài liệu nào hay, mọi người hãy nhớ gửi cho em qua group Đàm Đạo Lịch Sử, đường link ở phía dưới phần mô tả để xem nhé. Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc tạo vỏ bọc ở nơi hậu phương của ông bà Quốc. Một quá trình tạo vỏ bọc đã lấy đi quá nhiều nước mắt của khán giả. Không ai có thể nghĩ rằng để tạo ra được cái vỏ bọc nó lại phải đau đớn đến như thế. Thế nhưng cũng chính nhờ cái vỏ bọc đấy mà ông bà Quốc đã cứu được rất nhiều người quan trọng. Đặc biệt là cứu được cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người đã đưa Việt Nam từ nước có 7 triệu người thiếu ăn trở thành một nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Ngày đó đặc khu ủy viên Sài Gòn Gia Định đang hoạt động ở nội thành, có một thằng tên là Huỳnh Kim Hiệp, thằng này là một thằng phản bội làm tay sai cho địch. Nghề nghiệp của thằng này là thư ký bưu điện. Trong những ngày hoạt động, nó đã rất nhiều lần đến sở nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến để báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức nhà mình tại Sài Gòn. Trần Kim Tuyến thấy tin hay, lập tức giao luôn cho ông bà Quốc để xử lý vụ này. Làm thương hiệu tạo vỏ bọc suốt cả mấy chục năm, thế nên được giao để điều tra về chính người của mình, đó là chuyện rất bình thường đối với ông bà Quốc. Thế nhưng cái khó của những người làm tình báo chính là ở chỗ này, biết nó là một thằng phản quốc, thế nhưng khi gặp gỡ nói chuyện mình vẫn phải kiềm chế cảm xúc, nói năng như kiểu mình đang rất ủng hộ nó vậy. Lúc nào cũng phải săn đón, quỳ lại nó để làm sao moi móc được thông tin, làm sao để nó khai hết ra toàn bộ các hoạt động ở trong đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định của mình. Mọi thứ phải làm như thật, như đang rất tò mò, không được nóng vội bỏ bất cứ một bước nào để nó nghi ngờ. Lúc nào thằng phản bội kia cũng phải nghĩ mình là người của Sài Gòn, chứ không thể nào nghĩ khác đi được. Huỳnh Kim Hiệp cứ báo cáo tình hình cho ông bà Quốc hàng ngày. Ông bà Quốc còn lôi cả tiền túi ra để trả lương cho nó xin thông tin. Mỗi tháng trả nó 1.000 đồng, một số tiền khá lớn ngày đó, bởi khoảng thời gian này thì vàng chỉ có 3.000 đồng một cây mà thôi. Sở dĩ phải làm như vậy, đó là bởi bọn bán nước hầu hết là bọn hám lợi, chứ không cần danh, cứ có tiền là nó làm như trâu. Chính vì vậy mà giả vờ trả lương để xin thông tin, kiểu như mình đang rất thèm khát thông tin mà thằng Hiệp này cung cấp, khiến cho vỏ bọc của ông bà Quốc kín hơn bao giờ hết. Có tiền một phát, thằng Huỳnh Kim Hiệp nó khai sạch danh sách đặc khu ủy gồm bí thư và 9 đặc khu ủy viên, nơi ở và hoạt động hàng ngày của họ, nó cung cấp chi tiết không thiếu thứ gì. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông bà Quốc không báo tin về đặc khu để khử luôn thằng Hiệp này đi, để nó đỡ bép xép lắm mồm. Tất nhiên ông bà Quốc cũng rất muốn điều đó, thế nhưng vụ này được làm căng đến nỗi chính Ngô Đình Nhu là người trực tiếp theo dõi, thế nên ông bà Quốc không động đậy được gì. Không những thế, chỉ huy của ông bà Quốc ngày đó còn bị bắt, ông đành phải hoạt động một mình, đấy mới là cái khó. Ông bà Quốc ngày đó còn được giao cho 2 đội trinh sát để theo dõi toàn bộ hoạt động của đặc khu, rồi báo cáo diễn biến hàng ngày của từng thành viên đặc khu cho Trần Kim Tuyến, để ông Tuyến còn báo cáo lên Ngô Đình Nhu. Trinh sát một thời gian thì ông mới biết, hóa ra người của đặc khu nhà mình toàn đang sống ở trong nội thành Sài Gòn. Tất cả lý lịch, hình ảnh, quy luật hoạt động như nào, ông bà Quốc đều nắm được hết, viết lại chi tiết để đưa sếp gửi lên Ngô Đình Nhu. Câu hỏi đặt ra, vậy thì tại sao ông bà Quốc lúc đó không viết thông tin sai lệch đi rồi cung cấp cho sếp của mình? Thế thì người của đặc ủy có phải dễ thở hơn không? Tất nhiên nói thì dễ, thế nhưng để làm được điều đấy là bố của khó. Đơn giản bởi ông bà Quốc luôn luôn phải chứng tỏ được năng lực của mình với cấp trên. Cùng với đó là luôn phải chứng minh được sự trung thành, thì những vụ án lớn như này ông mới được tin tưởng giao phó. Bây giờ mà báo ẩu một phát thôi thì vừa mất uy tín trong mắt của bác sĩ Tuyến, rồi chẳng may có một đội khác nó đi trinh sát, nó báo tin về khác với tin của mình thì là bố của nhục. Kiểu gì bác sĩ Tuyến hay ông Nhu cũng sẽ đi xác minh thông tin để xem sự thật là gì. Lúc đó thì ông bà Quốc chắc chắn sẽ bị đặt một dấu hỏi cực lớn. Làm tình báo mà để đối phương có một xíu nghi ngờ thôi thì đó là một đại họa. Chính vì thế mà ông bà Quốc không thể nào báo ẩu được. Sự thật như nào phải báo cáo về như thế. Lộ một cái thì không những ảnh hưởng đến ông bà Quốc mà còn ảnh hưởng tới cả 10 người còn lại. Đang trong lúc căng thẳng phải nghĩ xem cứu người của mình như nào thì tự nhiên lại có một công văn bên Tổng nha Cảnh sát gửi sang Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, nơi mà ông bà Quốc đang làm, yêu cầu bắt một người tên Thọ. Người này không ai khác chính là ông bà Quốc.
Hồi đó thì ông Ba Quốc là gián điệp dưới sự chỉ huy của ông Ba Hội. Hai người thỉnh thoảng có đến nhà một người tên là Tài Luy. Người này làm tài xế bên Mục Tử Pháp. Mỗi lần đến nhà Tài Luy thì ông Ba Hội gọi ông Ba Quốc là Thọ. Lúc ông Ba Hội bị bắt thì Tài Luy cũng bị bắt luôn. Ông Ba Hội và Tài Luy bị tra tấn dã man. Thế nhưng chỉ khác một cái là ông Ba Hội không khai nửa lời, còn Tài Luy thì khai sạch. Tài Luy khai về thông tin một người tên Thọ đi cùng ông Ba Hội đến gặp mình làm ở tổng nha cảnh sát, kèm theo đó là bản mô tả hình dáng. Bên tổng nha điều tra căn cứ vào lời khai đó lập tức gửi công văn yêu cầu truy bắt. Công văn đó được gửi đến văn phòng đưa trực tiếp cho Trần Kim Tuyến. Ông Tuyến thì chưa kịp đọc điếc gì, tin tưởng giao luôn cho ông Ba Quốc để đi điều tra xem thằng Thọ kia là thằng nào. Ông Ba Quốc mừng như vớ được vàng, cầm bộ hồ sơ đó trong tay, ông giao luôn cho phòng 1 của Sở Nghiên cứu Chính trị. Chỉ khác một cái là ông ém đi cái bảng mô tả về hình dáng. Thế là đội ở phòng 1 cứ ngoan ngoãn như chó cún đi điều tra xem có ai tên Thọ từ tổng nha chuyển sang hay không. Lúc này thì ông Ba Quốc thoải mái kê gối cao đầu mà ngủ, vì không có bản mô tả hình dáng thì ông cố nội nó sống dậy cũng chả tìm ra được ai. Sau khi thẩm tra hồ sơ xong, phòng 1 báo lại cho bác sĩ Tuyến rằng không có ai tên Thọ chuyển từ tổng nha sang cả. Bác sĩ Tuyến nghe thế cũng tin luôn, không điều tra gì thêm, và thế là ông Ba Quốc thoát nạn. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được việc tạo ra thương hiệu cá nhân với cấp trên, tạo được vỏ bọc khi chui vào trong lòng địch nó quan trọng như thế nào. Thử hỏi nếu bác sĩ Tuyến không tin tưởng giao tài liệu này cho ông Ba Quốc mà lại là một người khác thì câu chuyện sẽ ra sao? Quay trở lại với chuyên án hút gọn 10 người trong đặc khu ủy Sài Gòn gia định của mình. Sau 3 tháng theo dõi vụ án, nắm được hết thông tin trong tay, Ngô Đình Nhu quyết định phá án. Ông Ba Quốc giao toàn bộ hồ sơ lại cho giám đốc an ninh quân đội Nguyễn Văn Thăng để người này tiến hành đi bắt. Tài liệu ông Ba Quốc bàn giao chi tiết đến từng người, tên tuổi, địa chỉ, nhận dạng, nghề nghiệp, chức vụ, tất tần tật, không sót một cái gì cả. Đến nước này thì ông Ba Quốc hiểu rằng bắt buộc phải nghĩ ra một cách nào đó để cứu người của mình, chứ để nguyên thì chắc chắn là người của mình sẽ bị bắt. Theo như kế hoạch thì sáng thứ hai bên an ninh quân đội đã cho triển khai rồi. Chính vì điều này mà ông Ba Quốc quyết định bàn giao hồ sơ cho Đại úy Thăng từ thứ 6 tuần trước để người của họ có 3 ngày theo dõi, nghiên cứu địa hình, triển khai phương án bắt. Đồng thời lúc đó thì ông cũng có thể đến để báo tin cho người của mình và người của mình cũng có thời gian sắp xếp để chạy. Ngay sau khi bàn giao xong hồ sơ cho địch, ông Ba Quốc lập tức đến tiệm radio trên đường Nguyễn Trãi, nơi mà ông Trình Văn Thanh, bí thư đặc ủy Sài Gòn gia định đang làm việc để báo tin. Sở dĩ ông Ba Quốc đi báo tin vào lúc này đó là bởi đây là thời điểm vàng, bỏ lỡ thời điểm này thì không còn thời điểm nào khác để làm nữa. Đây là lúc mà nhân viên của ông ở sở đã ngừng đi theo dõi, còn người của Đại úy Thăng thì chưa kịp triển khai trinh sát. Đến cửa hàng sửa radio, không chào hỏi câu lệ, ông liền nói nhanh với ông Thanh rằng thằng Hiệp đã phản bội, sáng thứ hai chúng sẽ đến bắt anh và người của anh. Nói xong ông Ba Quốc đi luôn, không ở lại thêm dù chỉ một giây vì rất dễ bị lộ. Thế nhưng trong đầu ông lúc này đang phải tính toán đến hai kịch bản. Kịch bản đầu tiên đó là liệu rằng ông Thanh sửa radio kia có tin vào lời cảnh báo của ông hay không. Ông ấy lại tưởng mình nói xạo, xong cứ bình thản ở lại thì chắc chắn là chết. Mình mà đứng lại giải thích, chứng minh bản thân uy tín, tin tức cung cấp là thật, rồi chẳng may người của Sài Gòn nó phát hiện ra được thì cả hai cũng đi luôn tại chỗ. Còn kịch bản thứ hai đó là việc nếu như ông Thanh thoát được thì kiểu gì người của Ngô Đình Nhu sẽ điều tra xem thông tin được lộ ra từ đâu. Lúc đó nếu ông bị sờ đến thì ông sẽ phải làm như thế nào? Sau 3 ngày theo dõi, sáng thứ hai bọn an ninh quân đội thực hiện việc bắt người. Từng nhóm đi đến các địa điểm khác nhau, Nguyễn Văn Thăng dẫn một toán lính đến bắt ông Trình Văn Thanh. Ông Ba Quốc đi cùng với ông Thăng để theo dõi. Hai chiếc xe Jeep đậu núp sau hàng cây kế tiệm sửa radio và 5 chiếc mô tô cũng núp quanh đó chờ đợi. Mục đích của chúng là bắt cóc ông Thanh ngay trên đường để tránh bứt dây động rừng. Đúng 7 giờ 30 sáng thứ hai, ông Thanh lù lù dắt chiếc xe gắn máy từ tiệm radio của mình ra ngoài. Ông Ba Quốc lúc này lo xót vó, rõ ràng là đã báo như vậy rồi, thế mà không hiểu sao ông Thanh lại không chạy luôn đi. Ông Ba Quốc lúc này cũng đành phải chịu chết, chả thì nào giúp được gì nữa cả, chỉ đứng đó nhìn theo xem phản ứng của ông Thanh như thế nào, hy vọng là ông ấy sẽ có tính toán riêng của mình. Ông Thanh chống chân xe máy lên, đạp cho nổ máy, cùng lúc đó thì hai chiếc xe Jeep và 5 chiếc mô tô cũng nổ máy theo. Ông Thanh cho xe nổ máy xong, nhìn lại phía sau nhếch mép cười một phát rồi chạy thẳng. Lập tức hai chiếc xe Jeep và một đám mô tô của bên an ninh quân đội rượt theo. Ông Ba Quốc ngồi trong xe theo dõi run hơn bao giờ hết, thế nhưng mặt của ông vẫn cố phải tỏ ra điềm tĩnh. Ông Thanh chạy được một đoạn đến chợ An Đông, loáng một cái ông nhấc xe lên vỉa hè. Hai chiếc xe Jeep và toán mô tô cứ thế đuổi, thế nhưng phanh không kịp, lao ngay vào mấy chiếc xích lô. Lập tức thì mấy anh xích lô và người dân quanh đó chặn xe của bọn an ninh quân đội lại và đòi bắt đền. Thừa cơ, ông Thanh đã chạy vào chợ An Đông và trốn mất.
Mãi sau này khi gặp lại ông Ba Cúc mới biết, hóa ra ngày đó ông Thanh đến sát giờ mới chạy. Đó là bởi ông ấy muốn các cán bộ ở trong đặc khu ủy Sài Gòn nhà mình kịp sơ tán trong đêm. Và có một cái bất ngờ hơn nữa, đó là việc mãi sau này thì ông Ba Cúc mới biết đến người tên Thanh mà ông cứu, chính là ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 1986-1991. Ông cũng là người đã góp phần rất lớn để đưa Việt Nam từ chỗ có 7 triệu người đói ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Khi ông Linh nhận chức Tổng Bí thư Đảng vào tháng 12 năm 1986, lúc này Việt Nam là một nước cực kỳ khó khăn. Cuộc tổng điều chỉnh giá lương tiền trước đó đã bị lộ quá nhiều khuyết điểm, khiến cho nền kinh tế xuống dốc, xuất nhập khẩu bị thu hẹp, viện trợ của các nước trong khối xã hội chủ nghĩa cắt giảm, đất nước bị cấm vận, lạm phát phi mã có lúc lên tới 700%. Chính vì thế mà ngày 5 tháng 4 năm 1988, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký ban hành Nghị quyết số 10 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Theo nghị quyết, hộ gia đình được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ, nông dân được trao quyền sử dụng đất và mức khoán lâu dài. Đang từ việc phải đi cấy cho hợp tác xã, đợi đến kẻng mới ra đồng, làm ít hay làm nhiều thì đến cuối tháng gạo cũng được chia đều, thế nên năng suất cực kỳ thấp, đất ruộng thì thừa mà gạo thì lại không đủ ăn. Thế nhưng khi khoán ruộng cho từng hộ gia đình, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít thì chỉ sau 1 năm, từ một nước phải đi vay, đi xin hàng nửa triệu tấn lương thực thì đến năm 1989 không những cả nước đủ ăn mà còn thừa hơn 1 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Đây là một quyết định đột phá khiến cho bộ mặt của Việt Nam thay đổi hẳn trên bản đồ quốc tế, trở thành một nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Đó có lẽ là lý do mà tại sao ông Ba Cúc được nhiều người tôn vinh và trân trọng đến như vậy. Bởi nếu không có ông giải cứu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở trong vụ đó, thì liệu rằng có nghị quyết 10 và có những đột phá khiến cho đời sống của người dân no đủ hay không? Cũng có thể là có, thế nhưng có lẽ nó sẽ đến chậm hơn cả chục năm và Việt Nam cũng sẽ chẳng thể nào phát triển được như bây giờ. Có thể giờ này mọi người đang phải chạy ăn từng bữa, chứ không thể nào ở trong nhà 21 ngày mà vẫn có đủ gạo ăn. Không bắt được người của đặc khu ủy Sài Gòn, Ngô Đình Nhu dãy đành đạch như đỉa phải vôi vì không hiểu tại sao lên kế hoạch chi tiết như thế rồi mà vẫn không tóm được ai cả. Cả 10 người bên mình đều thoát. Sự việc nghiêm trọng tới mức Nguyễn Văn Thăng bị mất luôn chức giám đốc an ninh quân đội. Còn với ông Ba Cúc thì ông chả bị sao cả. Ông làm gì có tội gì đâu. Muốn trách cũng không trách được vì ông đã bàn giao hết hồ sơ cho bên an ninh quân đội rồi. Làm gì còn trách nhiệm gì nữa. Bác sĩ Tuyến sau vụ đó vẫn còn chả nghi ngờ gì ông Ba Cúc cả, vẫn tin tưởng tuyệt đối, thậm chí là còn giao luôn cho ông Ba Cúc thêm hai nhiệm vụ mới. Một là ám sát ông Hoàng Sihanouk và hai là bắt các lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo, một giáo phái chuyên phá rối, không bao giờ muốn phục tùng chế độ Ngô Đình Diệm. Sihanouk là người rất ủng hộ Hà Nội, nếu bây giờ bị ám sát để người khác lên thay thì liệu rằng Campuchia còn giúp mình đuổi thằng Mỹ đi hay không? Cùng với đó thì giáo phái Hòa Hảo cũng vậy. Đây là một giáo phái có lực lượng vũ trang hùng hậu ở miền Tây Nam Bộ lúc đó. Giờ tự nhiên đi bắt người đứng đầu giáo phái này về cho Ngô Đình Nhu xử thì tự nhiên lại thành làm khó cho Hà Nội của mình. Vậy ông Ba Cúc đã xử lý tình huống này như thế nào? Tất cả sẽ có vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Số này đáng nhẽ là sẽ kể về câu chuyện của bà Hai, thế nhưng chỉ sợ kể tắt quá thì mọi người không hiểu. Chính vì thế mà hẹn mọi người vào số sau. À đấy, mà nhớ vào group Đàm Đạo Lịch Sử để giao lưu với em nha sếp ơi! Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về việc giải cứu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong gang tấc của ông Ba Cúc gay cấn hơn cả phim hành động. Thế nhưng không hề bị lộ mà ngược lại vẫn được tin tưởng giao thêm cho hai nhiệm vụ nữa, đó là ám sát ông Hoàng Sihanouk và bắt lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo. Đây là hai việc mà ông Ba Cúc không hề muốn làm, thế nhưng với đặc thù của nghề tình báo, chính vì thế mà ông luôn phải vắt óc suy nghĩ xem làm như nào vừa có lợi cho quân ta, thế nhưng vẫn phải giữ được uy tín với sếp ở trong bộ máy Việt Nam Cộng Hòa để có thể duy trì được việc moi móc thông tin. Ngày đó thì chế độ của anh em Ngô Đình Diệm bị các giáo phái rất ghét, đặc biệt là các giáo phái như Cao Đài, Hòa Hảo và Quân Bình Xuyên. Đây là những cái gai trong mắt của Ngô Đình Diệm. Chính vì thế mà trong những năm 1955 và 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm liên tục mở những cuộc truy quét, đồng thời dùng mọi thủ đoạn để vô hiệu hóa những người cầm đầu nhằm gạt bỏ những phần tử có ý đồ chống đối. Năm 1956, nhân tiện có vụ lụt ở miền Tây, Mỹ đã lên ý tưởng đưa đội thủy quân lục túi, đưa đội thủy quân lục chiến của mình xuống đó với danh nghĩa để cứu lũ, nhưng thực tế để nắm quân đội Hòa Hảo. Vốn được Mỹ viện trợ và dựng lên, thế nhưng chế độ của Diệm lại không muốn Mỹ nhúng sâu vào bộ máy chính quyền nhà mình. Chính vì thế mà Ngô Đình Nhu rất sốt ruột, sợ Mỹ nắm được Hòa Hảo, rồi sau đó kiểm soát toàn bộ quyền lực khi anh em họ Ngô lúc đó không khác gì chân sai vặt. Mỹ bảo gì thì phải làm đó chứ không có tiếng nói gì cả. Ngô Đình Nhu quá sốt ruột với điều này, thế nên đã đích thân viết thư cho Trịnh Quốc Khánh, lãnh tụ của giáo phái Hòa Hảo để dàn xếp, thống nhất lực lượng giữa Hòa Hảo và quân đội quốc gia. Trịnh Quốc Khánh nhận được thư, lập tức
chấp nhận lời mời. Lúc này thì Ngô Đình Nhu lệnh cho Trần Kim Tuyến, Trần Kim Tuyến lệnh cho ông Ba Quốc xuống để mời Khánh về, nói là mời, thế nhưng thực chất là lừa Khánh đến địa bàn của Nhu để Ngô Đình Nhu có thể đưa Khánh lên bảng điểm số. Cái khổ của ông Ba Quốc lúc này là liệu rằng khi xuống đến đất của giáo phái Hòa Hảo thì ông có thể bảo toàn được tính mạng của mình hay không, bởi trước đó chỉ huy quân sự của giáo phái này đã bị tỉnh trưởng Cần Thơ lấy danh nghĩa mời lên chơi, nhưng rồi cũng đã cho người này lên bảng điểm số. Trịnh Quốc Khánh thừa biết việc này và tất nhiên Khánh chẳng thể nào tin được Ngô Đình Nhu. Liệu rằng việc đồng ý nhận lời mời của Ngô Đình Nhu có phải là một cú lừa hay không? Ông Ba Quốc đến đó với danh nghĩa là người của Nhu xuống để rước Khánh lên, thế nhưng chẳng may lại chui vào giọ của Khánh thì sao? Cái xác suất bị lên bảng điểm số cực kỳ cao. Bây giờ ông Ba Quốc không nhận lời xuống đó thì không được, lúc đấy làm gì còn tín nhiệm trong mắt của bác sĩ Tuyến và Ngô Đình Nhu. Thế nhưng đi thì tỷ lệ sống còn thấp hơn cả việc trúng Việt Lót. Biết rằng là vậy, thế nhưng ông Ba Quốc vẫn quyết định đánh cược với tính mạng của mình. Lúc này buộc ông phải cân nhắc đến chiến lược đàm phán, liệu rằng sẽ đàm phán với chiến lược rắn hay mềm. Rắn là chơi theo kiểu mang súng rồi cho quân đội phục kích quanh đó, quấn bom quanh người để có gì thì ôm bom luôn cả đội nhà Khánh. Chơi kiểu này về dài hạn thì ổn, nhưng quan trọng là có thoát được lúc đó hay không, lộ một cái thì xong luôn. Còn đàm phán với chiến lược mềm thì chả mang cái gì cả, xuống tay không và chơi bài tâm lý, nói tất cả những suy nghĩ trong đầu của mình với sự chân thành nhất dành cho Khánh. Đang phân vân chưa biết phải đi nước cờ tiếp theo như nào thì ông lại được giao thêm cả việc ám sát ông Hoàng Sihanouk. Đây là một nhiệm vụ rất khoai dành cho ông Ba Quốc. Ám sát được Sihanouk thì đối với ông quá đơn giản vì ông thừa đẳng cấp để làm điều đó, nhưng làm sao ám sát mà người ta không chết rồi ông vẫn được lãnh đạo đánh giá cao, đấy mới là cái khó. Ông Ba Quốc đọc báo và hiểu rằng ông Hoàng Sihanouk là người rất ủng hộ Hà Nội, một người có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ. Cùng với nữa là Sihanouk rất kính trọng người thầy cũ của ông là giáo sư Ca Văn Thỉnh, hiện tại đang làm đại sứ của Bắc Việt tại Vương quốc Campuchia. Chính vì lý do đó mà bây giờ ám sát Sihanouk thì cũng đơn giản, nhưng ám sát xong thì ai lên thay? Người lên thay đó có ủng hộ mình như Sihanouk hay không? Thằng mới lên nó ghét mình thì sao? Lúc đó thì làm sao mà có thể đánh được Mỹ? Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Ngô Đình Nhu lại muốn ám sát Sihanouk như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần phải quay lại với bối cảnh chính trị lúc đó. Tìm hiểu về câu chuyện ám sát ông Hoàng Sihanouk này, chúng ta mới có thể hiểu được làm chính trị nó khó như thế nào. Đối với nghề ca sĩ hoặc nghề bóng đá thì 35 tuổi được gọi là quá già để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Thế nhưng đối với nghề làm chính trị thì 60 tuổi vẫn là quá trẻ để dấn thân vào đó, vì đó là một cái nghề cực khó, nó đòi hỏi một trình độ, một bản lĩnh cực kỳ cao. Đấy là lý do mà tại sao khi lên mạng nghe mấy cái thằng đầu bếp nấu mấy món ăn tinh thần nó bàn chuyện quốc gia, bạn lại thấy buồn cười như vậy. Bởi riêng về tuổi đời thôi, nó đã chưa đủ cơ để nói rồi, chứ chưa nói đến hàm lượng kiến thức trong não. Sau khi bị đánh cho to đầu tại Điện Biên Phủ năm 1954, lúc này Pháp mất toàn quyền thống trị tại Đông Dương, hội nghị Genève bắt đầu được khởi động tại Thụy Sĩ. Tại hội nghị này, Campuchia giành thắng lợi trọn vẹn và không bị chia cắt gì như Việt Nam. Hội nghị Genève quy định Campuchia giữ thế trung lập đúng như ý đồ của hoàng thân Sihanouk. Ông muốn biến Campuchia thành một Thụy Sĩ của châu Á. Rất phấn khích với điều này, chính vì thế mà Sihanouk quyên quyết thi hành đường lối trung lập, không để cho Mỹ sử dụng đất của Campuchia để làm căn cứ xâm lược nước khác. Có trò gì thì lấy, chứ quyết tâm không để ai can thiệp vào chính trị nước mình. Khoảng giữa năm 1958, ông Hoàng Sihanouk chấp nhận cho Bắc Kinh đặt một văn phòng đại diện thương mại tại Phnom Penh, khuynh hướng ngả theo Bắc Kinh ngày một rõ. Tất nhiên Mỹ không hề muốn điều này, chính vì vậy mà đã cho xây dựng một xa lộ nối liền Phnom Penh với cảng Sihanoukville như một món quà để lấy lòng quốc vương xứ sở Chùa Tháp. Thế nhưng tất nhiên Sihanouk cũng không vì thế mà siêu lòng. Ông ăn nem thì bà phải pha nước chấm. Sihanouk liền cho Trung Quốc nhảy vào xây dựng hệ thống cột điện thắp sáng cho xa lộ đó. Mỹ thấy Campuchia khá cứng đầu, thế nhưng vẫn chưa đả động gì cả, vẫn tiếp tục thể hiện lòng tốt bằng cách xây dựng một bệnh viện ở Phnom Penh. Nhục một cái là bệnh viện chưa kịp xây xong, Campuchia đã mở cửa cho Liên Xô đem máy móc thiết bị vào để lắp. Ngửi thấy mùi hơi bướng, dưới sự hậu thuẫn của CIA, Ngô Đình Nhu chỉ đạo cho cấp dưới của mình tiến hành lật đổ Sihanouk. Lý do đơn giản, bởi ông muốn Sihanouk thay đổi chính sách trung lập, muốn bỏ cái kiểu ở giữa làm ngư ông đắc lợi đó đi, mà phải nghiêng hẳn về phía Sài Gòn. Đen một cái là Sihanouk lại không đồng ý với điều đó, chính vì thế mà đã có cuộc thanh trừng này. Ngô Trọng Hiếu là đặc sứ của chính quyền họ Ngô tại Campuchia. Ông này được giao nhiệm vụ ám sát Sihanouk. Ngay lập tức thì Ngô Trọng Hiếu dùng tiền mua chuộc các thành viên của hoàng gia Campuchia, trong đó có cả mẹ của ông Hoàng Sihanouk.
Đặc biệt hơn nữa là Ngô Trọng Hiếu còn móc nối với tướng Đáp Chuồn. Đây là một trong những nhân vật sừng sỏ trong cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập của Campuchia. Năm 1954, Đáp Chuồn về đầu quân cho Sihanouk và cũng là người đã từng tháp tùng quốc vương sang dự hội nghị Geneva. Thân thiết là như vậy, thế nhưng đến năm 1957, Đáp Chuồn đã từ bỏ nội các sau khi bất đồng với việc Sihanouk theo Cộng sản. Đáp Chuồn về Siem Reap làm vua một cõi, thâu tóm hết quyền lực tại miền Tây Campuchia. Chính vì biết điều này mà Ngô Trọng Hiếu đã mua chuộc ngay Đáp Chuồn để thực hiện ý đồ ám sát Sihanouk của mình. Để cho chắc chắn thì Ngô Trọng Hiếu còn mua chuộc luôn cả cô vợ bé của Đáp Chuồn để cô này thuyết phục giúp mình. Cuối cùng thì Đáp Chuồn cũng đã đồng ý để thực hiện phi vụ ám sát Sihanouk. Mọi kế hoạch được soạn ra một cách tỉ mỉ và chi tiết. Thế nhưng lúc này cái mà Đáp Chuồn thiếu đấy là tiền. Không chần chừ gì nhiều, Ngô Đình Nhu ném thẳng vào mặt 100 cân vàng được lấy ra từ ngân khố quốc gia. Nhận được tiền, Đáp Chuồn làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn. Các báo cáo trở nên rõ ràng rành mạch. Một ngày báo cáo tận 3 bận đều như ăn cơm. Cứ vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa, 9 giờ tối là điện đài vô tuyến từ dinh thự của Đáp Chuồn sẽ gửi tin tức đến cơ quan tình báo phủ tổng thống. Cả hai bên cùng sửa soạn kế hoạch để tiến đánh Phnom Penh và ấn định ngày ra tay. Kịch bản của vụ ám sát lần này được lên chi tiết từng tí một và hầu như ai cũng tin vào một chiến thắng. Chưa hề đánh đấm gì, thế nhưng Ngô Đình Nhu và bác sĩ Trần Kim Tuyến đã bắt đầu ngồi tính xem lúc mà Sihanouk bị ám sát thì mình sẽ đưa ai lên để thay thế rồi. Câu hỏi được đặt ra đó là ông Ba Quốc ở đâu mà sao mãi không thấy xuất hiện trong vụ ám sát này. Câu trả lời đó là ông Ba Quốc không hề biết một tí gì về vụ này cả. Nó được giữ bí mật tuyệt đối, không có một nhân vật cấp cao nào được biết. Bác sĩ Tuyến cũng không nói ra, chính vì thế mà ông Ba Quốc cũng không hay. Đây là lần ám sát đầu tiên ông Ba Quốc không biết để nhúng tay vào. Thế nhưng rất may là chính quyền Ngô Đình Diệm đã có một pha ám sát hụt. Thời gian địa điểm đã thống nhất hết cả rồi. Đến giờ nổ súng là lực lượng ở quân khu 5 và quân khu 2 của Việt Nam Cộng Hòa sẽ ập sang yểm trợ cho Đáp Chuồn chiếm lĩnh khu vực Đông Bắc Campuchia. Thế nhưng chả hiểu sao đến lúc đánh thì lại không đánh, lại hoãn binh, dừng lại hẳn 10 ngày để sang Thái Lan, cầu cạnh Thái Lan đánh tiếp từ phía Tây xuống nữa. Mục đích là đưa Sihanouk vào thế bánh mì kẹp thịt. Đen ở chỗ, dừng lại 10 ngày thì cũng là lúc mà thông tin kịp thời lọt ra và đến tai của quốc vương Campuchia. Sihanouk lập tức giao cho Lon Nol cầm quân tấn công chớp nhoáng, khiến cho Đáp Chuồn không kịp trở tay thay quần áo, buộc phải cải trang để trốn thoát. Quân của Lon Nol bắt được đầy đủ tang chứng vật chứng, bao gồm 100 cân vàng cùng với hai chuyên viên của Diệm và đài vô tuyến điện. Có bằng chứng trong tay, Sihanouk lập tức gọi tất cả các viên chức ngoại giao nước ngoài đến nói chuyện ba mặt một lời, trong đó có cả Ngô Trọng Hiếu, người đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Trọng Hiếu lúc này chẳng còn gì có thể chối cãi được nữa, bị ăn chửi te tua không một lời giải thích. Hai điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị kết án tử hình, còn Đáp Chuồn tuy chạy trốn được, thế nhưng do nghiện lồi mắt, thiếu thuốc nên đã bị kiệt sức nằm gục dưới gốc cây. Người của Lon Nol bắt được và đã cho lên bảng điểm số ngay tại chỗ. Sau vụ bị ám sát hụt này thì thái độ của Sihanouk nghiêng hẳn về phía Cộng sản, khiến cho anh em Diệm Nhu đứng ngồi không yên. Đến nước này rồi thì buộc phải khử cho bằng được Sihanouk chứ không còn cách nào khác. Quan trọng là khử bằng cách nào. Một kế hoạch mới chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn đã được lập ra và lần này có sự nhúng tay của ông Ba Quốc. Kế hoạch ám sát phiên bản 2 này chi tiết đến nỗi xác suất để đưa Sihanouk lên bảng điểm số là 99%, chỉ có 1% là sai lầm. Vậy với 1% còn sót lại kia, ông Ba Quốc đã làm cách nào để cứu được Sihanouk? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Có tài liệu nào hay, nhớ gửi cho em qua group Đàm Đạo Lịch Sử đấy nhé. Kế hoạch đảo chính lần một không thành khiến cho Ngô Đình Diệm phải mất ăn mất ngủ, áp lực buộc phải khử Sihanouk ngày càng cao. Chính vì thế mà trong lần hai này, cầu thủ Phạm Trọng Nhơn đã được tung vào sân. Đây là một điệp viên nhà nghề cấp dưới của bác sĩ Tuyến, một người có mối quan hệ khá rộng bên Campuchia. Phạm Trọng Nhơn sau một hồi trinh sát báo về rằng có quen một kỹ sư người Mỹ hồi trước đã từng xây dựng xa lộ nối Phnom Penh với cảng Sihanouk Vinh. Hay một cái nữa là thằng kỹ sư này lại là chỗ thân tình của một số thành viên hoàng gia Campuchia. Đây là một cơ hội rất tốt để Diệm và Nhu thực hiện được âm mưu của mình. Bây giờ chỉ có nước tính xem ra tay vào thời điểm nào và ra tay bằng cách nào mà thôi. Phạm Trọng Nhơn sau một hồi tiếp cận khai thác thông tin thì có báo về rằng thằng kỹ sư mà anh quen chuẩn bị lên đường về nước và quá cảnh ở Hồng Kông. Vốn là chỗ thân tình nên kiểu gì thì thằng kỹ sư kia cũng sẽ đến Hoàng Cung để tạm biệt Sihanouk và Hoàng Thái Hậu. Đây là một thời điểm không thể nào hợp lý hơn để ra tay. Khi thằng kỹ sư kia đến chào hỏi xong, nó sẽ về Mỹ qua đường Hồng Kông. Lúc này thì mình sẽ cho người mang quà đến, giả vờ là quà từ Hồng Kông do thằng kỹ sư kia biếu. Trong gói quà đó, mình sẽ gài mìn vào, thế thôi là xong. Mở ra kiểu gì Sihanouk cũng dính đạn.
kịch bản được lên một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đội điệp viên của Sài Gòn tại Campuchia lung sục đi tìm xem chữ ký của thằng kỹ sư kia như thế nào để mang về cho một đội chuyên giả chữ ký tác nghiệp. Sở dĩ phải có chữ ký bởi đội trinh sát đã nghiên cứu và hiểu rằng quà không thể nào tổng tộc đến tay của Sihanouk được, nó phải qua chốt kiểm duyệt của giám đốc nghi lễ hoàng cung trước. Chính vì thế phải có quà cho thằng giám đốc này, đồng thời phải có một bằng chứng nào đó để thằng giám đốc này nó hiểu rằng đây là quà của người thân cận uy tín. Qua được vòng này thì mọi thứ coi như xong. Ngoài tấm quà dành cho giám đốc nghi lễ thì sẽ phải tính xem tặng quà gì để thể hiện được đúng tấm lòng của thằng kỹ sư và Sihanouk. Tặng quà nó khó ở chỗ quà của thằng giám đốc kia phải to lớn, phải ý nghĩa thì nó mới duyệt nhanh. Thế nhưng quà của Sihanouk thì lại phải trên tầm cái quà đấy một bậc, vì đẳng cấp của hai người nhận là hoàn toàn khác nhau. Tính toán một hồi thì quà cho giám đốc là một vài vật lưu niệm quý xuất xứ từ Hồng Kông, còn quà của Sihanouk là một hộp ngà hảo hạng xuất xứ từ Đài Loan, bên trong có chứa chất nổ cực mạnh. Tất cả được cho vào vali đóng gói cẩn thận, chỉ cần Sihanouk mở ra là sẽ nổ. Mọi thứ được lên chi tiết xong, bây giờ chỉ còn cách là làm sao lắp ráp nó vào với nhau để bộ máy có thể hoạt động trơn tru. Ông Ba Quốc giữ vai trò làm cò trong thương vụ này, kết nối các khẩu với nhau. Ông là người được giao nhiệm vụ liên hệ với hai người Hoa mang quà từ Hồng Kông sang, đồng thời liên hệ để các lễ tân hoàng cung thống nhất thời gian tiếp khách. Cùng với đó thì ông Ba Quốc còn phải gặp người của tướng Đáp Chuông để thống nhất kế hoạch đặt bom vào quà. Nói chung việc gì cũng đến tay nên ông Ba Quốc phải chạy như ngựa. Thế nhưng đây là thứ mà ông thích nhất, bởi làm tình báo thì việc gì cũng cần phải biết để có thể moi móc được tất cả thông tin, lắp ráp vào với nhau, tổng hợp, phân tích và gửi về cho lãnh đạo của mình. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai vali được Phạm Trọng Nhơn mang thẳng đến Phnom Penh nhờ có quả xe biển ngoại giao. Chính vì thế mà Nhơn không hề gặp cản trở gì trên đường tiếp cận mục tiêu. Đến nơi thì làm thủ tục gửi qua như bình thường. Phạm Trọng Nhơn trong vai là nhân viên của nhà thầu Mỹ, nơi mà thằng kỹ sư kia đang làm. Nhơn có báo cáo rằng đây là hai món quà từ tận đáy lòng của thằng kỹ sư người Mỹ kia gửi tặng sau khi nó ghé ngang Hồng Kông. Người tiếp nhận là giám đốc nghi lễ hoàng cung, vốn là chỗ thân quen với thằng kỹ sư. Chính vì thế mà giám đốc cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Chiếc vali thứ nhất có danh thiếp ghi tặng đích thân giám đốc nghi lễ, có chữ ký rõ ràng, mục đích là để vượt qua vòng kiểm soát. Chiếc vali thứ hai được gài mìn mới là cái dành cho Sihanouk. Mở cái đầu tiên ra thấy đúng người, đúng chữ ký rồi. Chính vì vậy mà giám đốc nghi lễ cứ thế mang thẳng cái vali thứ hai vào giữa phòng khách riêng của Sihanouk. Ông Hoàng đang hí hửng mở ra xem luôn, tự nhiên có người báo ông phải ra ngoài tiếp đoàn sinh viên Trung Quốc ghé thăm. Vừa bước ra đến cửa, đang chào hỏi xã giao mấy câu thì đùng một phát, tiếng nổ long trời nở đất đã phát ra làm rung chuyển cả hoàng cung. Buổi phát thanh 12 giờ trưa ngày hôm đó, đài báo quốc tế đưa tin rầm rộ về vụ nổ. Tại Sài Gòn, Diệm và Nhu sướng cười như trúng xổ số, đang ngồi tính xem bây giờ Sihanouk đi rồi thì ai sẽ lên thay, rồi các nước cờ tiếp theo sẽ như thế nào. Thì tự nhiên mấy phút sau, báo cáo mật từ Phnom Penh gửi về nói rằng Sihanouk đã thoát hiểm trong gang tấc. Điều này đã khiến cho Nhu và Diệm cảm thấy bất lực, nhục nhã, không còn từ nào có thể diễn tả nổi. Nhu và Diệm không thể hiểu tại sao tính toán kỹ đến như thế rồi, mọi thứ diễn ra đúng ý đồ rồi mà Sihanouk vẫn có thể thoát được. Đơn giản đó là bởi ông Ba Quốc đã nhúng tay vào vụ này. Khi làm việc với đội gài mìn, ông đã cố tình thay đổi thời gian cho nhanh hơn so với kịch bản. Ông đã nói chuyện bàn bạc với giám đốc nghi lễ trước đó và hiểu rằng những người như Hoàng Sihanouk thì thời gian phải chuẩn chỉ đến từng giây. Thế nên nếu đúng như lịch trình không có gì thay đổi thì sẽ không gặp vấn đề gì cả. Quan trọng hơn là lần đó thì ông Ba Quốc được giao nhiệm vụ đi bắt Trịnh Quốc Khánh của giáo phái Hòa Hảo nữa. Chính vì thế mà ông lấy thêm cái cớ này để làm lá chắn cho mình. Ông làm xong hết tất cả nhiệm vụ của quả ám sát kia rồi, ông xin phép được bàn giao cho người khác rồi quay về đi gặp người của giáo phái Hòa Hảo, vì việc dẹp loạn giáo phái này cũng rất quan trọng. Bảo mật đến tận hai lớp như vậy, chính vì thế mà cha ra ông Ba Quốc đã nhúng tay vào làm hỏng việc của mình là điều không thể đối với anh em Diệm Nhu. Nếu có hỏi rằng tại sao Sihanouk lại không bị lên bảng điểm số thì ông Ba Quốc có thể tự tin trả lời rằng mình không biết, mọi thứ đã giao lại hết cho người khác rồi, chắc chắn là do thằng kia nó làm hỏng việc chứ không phải là do ông. Tất nhiên đến lần ám sát thứ hai này, tính toán kỹ như thế rồi mà không làm gì được nên Diệm và Nhu đành phải khoanh tay chịu trận chứ chả biết làm thế nào nữa cả. Sihanouk lúc này nghiêng hoàn toàn về phía Bắc Việt, không còn vị thế trung lập nào ở đây nữa. Nhờ có ông Hoàng Sihanouk bảo kê mà mình có thể vận chuyển hàng hóa súng ống qua cảng Sihanoukville của Campuchia rồi chuyển đến chiến trường Tây Nam Bộ để chi viện cho bộ đội đánh giặc. Nếu không có pha hẹn giờ cứu mạng xuất thần đó của ông Ba Quốc thì bộ đội của mình không biết sẽ lấy đâu ra vũ khí súng ống mà đánh Mỹ. Lịch sử có lẽ sẽ lại phải kéo dài thêm cả chục năm nữa. Quay trở lại với vụ đi bắt lãnh đạo của giáo phái Hòa Hảo, rất nhiều người trong số trước đã cảm thấy khá hụt hẫng khi không hiểu tại sao lại bỏ ngỏ như vậy.
Thật ra thì em đâu có dám bỏ ngỏ như vậy đâu, mà đấy là tại là do mạch chuyện nó thế. Kể tắt thì sợ anh em không hiểu. Dọn cố xong vụ của Sihanouk, ông Ba Quốc lại quay về với bài toán bắt Trịnh Quốc Khánh. Suy nghĩ một hồi thì ông Ba Quốc quyết định đi tay không và nói tất cả những suy nghĩ chân thành nhất của ông cho Khánh nghe. Ông Ba Quốc hiểu rằng chỉ có sự chân thành mới có thể thuyết phục được Khánh ra khỏi hàng và bảo toàn được tính mạng cho ông. Chính vì thế mà ông đã đến và nói với Khánh rằng: một bên thì giáp tâm muốn bắt, một bên thì nằm im chờ thời cơ. Tôi đến đây để theo lệnh của ông Nhu, nhưng về phía cá nhân thì tôi có cảm tình với các ông hơn. Ông hãy nhớ rằng không bao giờ có sự phối hợp giữa quân đội của các ông với quân đội của chính phủ cả. Vì vậy tôi khuyên ông không nên về Sài Gòn. Lời khuyên chân thành của ông Ba Quốc đã tạo thiện cảm rất lớn đối với Trịnh Quốc Khánh, và nó cũng giúp cho ông Ba Quốc bảo toàn được tính mạng của mình. Chỉ khác một cái là Trịnh Quốc Khánh vẫn quyết định ra gặp ông Nhu. Với sự chân thành của ông Ba Quốc thì Khánh hiểu rằng có người của phe địch đang ủng hộ mình, thế nên đằng nào cũng phải nói chuyện cho ra lẽ với Ngô Đình Nhu về việc ông đàn áp giáo phái Hòa Hảo. Thế thì tội gì không tận dụng sự ủng hộ này của địch để ra gặp luôn. Đến lúc này thì cái khổ của ông Ba Quốc là phải tính đến kịch bản 2. Liệu rằng Khánh có trình bày lại những gì mà ông Ba Quốc đã nói với Khánh cho ông Nhu nghe không? Khánh mà nói hết lại cho ông Nhu là xong, chấm hết từ đây. Ông Ba Quốc rất hiểu hậu quả của việc này. Thế nhưng cái gì nằm trong tầm tay mà xử lý trước được thì phải xử lý trước. Còn hậu họa về sau như thế nào thì phải tính sau, chứ không thể nào tính hết được. Bây giờ thì thôi, cứ kích động cho các giáo phái nó đánh nhau đã. Làm điều đó có lợi cho mình hơn rất nhiều. Nếu Khánh không nói lại gì với ông Nhu thì mọi thứ là hoàn hảo. Còn nếu Khánh mà nói thì coi như đen thôi, đỏ quên đi. Rất may là lần đó Khánh về gặp Ngô Đình Nhu nhưng lại chẳng nói gì về chuyện đó cả. Chính vì thế mà ông Ba Quốc được lợi cả đôi đường. Ngô Đình Nhu rất hài lòng về năng lực của ông Ba Quốc, còn Trịnh Quốc Khánh thì cảm ơn ông rối rít vì ông quá thiện chí. Bài toán rất khó nhưng rồi cuối cùng thì ông Ba Quốc cũng đã giải được nó trọn vẹn cả đôi đường. Hai bên đều vui vẻ và đặc biệt là ông không bị lộ. Tất nhiên để qua mặt được anh em Diệm Nhu không phải điều đơn giản. Mặc dù giao việc thì nó vẫn giao, thế nhưng khi có biến thì tất nhiên ông Ba Quốc vẫn nằm trong danh sách bị đặt dấu hỏi. Điển hình như vụ ông bị đưa vào máy phát hiện nói dối để kiểm tra, một bài đấu trí cực căng của ông và anh em họ Ngô. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao ông Ba Quốc lại bị đưa lên máy phát hiện nói dối? Tất cả đó là bởi bối cảnh chính trị lúc đó. Bác sĩ Tuyến là người cầm đầu cơ quan mật vụ, mặc dù là người có công rất lớn trong việc củng cố chế độ Ngô Đình Diệm, thế nhưng em của Diệm là Ngô Đình Cẩn rất ghét và Cẩn luôn tìm mọi cách để loại bác sĩ Tuyến ra khỏi bộ máy. Chính vì điều này mà bác sĩ Tuyến thành ra chán ghét anh em họ Ngô và bắt đầu nảy sinh mưu đồ chính trị riêng. Ông Tuyến thấy rằng anh em họ Ngô có quá nhiều sai lầm trong điều hành, đàn áp Phật giáo và không được lòng dân. Chính vì thế mà bác sĩ Tuyến đã giao cho ông Ba Quốc liên lạc với các lãnh tụ Phật giáo để phát động phong trào lật đổ chính quyền. Đen một cái là kế hoạch đã bị lộ, bác sĩ Tuyến bị điều chuyển đi làm đại sứ ở Ai Cập, không còn được làm giám đốc sở nghiên cứu chính trị xã hội nữa. Ông Ba Quốc ở dưới trướng của bác sĩ Tuyến cũng bị điều sang phủ đặc ủy trung ương tình báo. Tại đây ông cùng hai người nữa bị đưa lên máy phát hiện nói dối để kiểm tra xem có phải người của Cộng sản cài vào hay không. Đây là một thử thách rất lớn đối với ông Ba Quốc, vì thời đó những máy phát hiện nói dối như này là những thứ cực kỳ hiện đại, đã nói dối thì ngồi lên kiểu gì cũng sẽ lòi ra. Máy phát hiện nói dối của CIA là thiết bị giúp đo lường những chỉ số sinh học của cơ thể khi căng thẳng. Nó đo rất nhiều các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở. Sở dĩ nó đo những chỉ số này đó là bởi khi nói dối thì bộ não con người phải hoạt động nhiều hơn thay vì chỉ kể lại những gì xảy ra trong thực tế. Mặc dù não chỉ chiếm 2% trọng lượng, thế nhưng nó chiếm tới 20% năng lượng tiêu thụ của cơ thể. Những người chơi cờ có thể tiêu tốn tới 6.000 calo một ngày mà không hề rời khỏi ghế ngồi. Chính vì thế mà nó buộc tim phải đập nhanh hơn, thở phải mạnh hơn để đưa các chất dinh dưỡng lên não. Điều này khiến cho huyết áp tăng cao, cơ thể phải tiết ra nhiều mồ hôi. Cùng với máy phát hiện thì còn có các chuyên gia của CIA, những bậc thầy về ngôn ngữ cơ thể ngồi đó giám sát nữa, cả máy cả người, đông tây y kết hợp kiểu vậy thì để thoát được tội là rất khó. Trước khi ngồi lên máy, ông muốn hút thuốc hay làm bất cứ điều gì cũng được, nó cho ông làm thoải mái. Thế nhưng CIA chỉ cần nhìn cách ông thổi khói thuốc là nó biết được tâm lý của ông như nào rồi. Những người hút thuốc xong mà ngẩng mặt thổi khói lên trời chứng tỏ đó là những người rất tự tin và thường không có tội thì người ta mới tự tin như vậy. Còn đối với những người đang lo lắng buồn rầu thì khói thuốc sẽ được thổi xuống đất. Đây cũng là cái bài mà các tay chơi poker chuyên nghiệp hệ trải chiếu rất hay áp dụng. Bởi lên bài mà đỏ thì khói thuốc sẽ được phả lên trên, còn lên bài mà đen thì khói thuốc sẽ phả xuống chiếu. Nhìn khói thuốc để biết xem mình có nên tố tiếp hay không là một điều rất hay được áp dụng. Tất nhiên, đó chỉ là một trong rất nhiều những thủ thuật đọc tâm lý mà thôi. Thế nhưng mồm có thể nói xạo, chứ riêng ngôn ngữ cơ thể là những cái mà bạn sẽ chẳng thể nào che giấu được.
Sau khi ngồi vào máy phát điện nói dối thì CIA sẽ hỏi những câu hỏi rất bình thường và biết trước được kết quả, như kiểu mày tên là gì, quê ở đâu, có mấy vợ con rồi, làm ở đây lâu chưa. Đây là những câu hỏi hết sức bình thường, rất dễ trả lời và người ta sẽ thường không bao giờ phải nói xạo về điều đó cả. Trả lời xong thì máy phát điện nói dối sẽ đo các chỉ số sinh hóa như nhịp tim, huyết áp, nhịp thở để làm cơ sở. Tiếp đến, nó sẽ hỏi những câu hỏi chính như vụ ám sát vừa rồi có phải do mày can thiệp hay không? Tại sao mày lại lấy tài liệu mật của cơ quan tình báo? Mày lấy để đưa cho anh? Nếu những câu hỏi này được trả lời thật thì các chỉ số sinh hóa sẽ không có sự thay đổi nhiều. Thế nhưng nếu bạn nói dối, não của bạn phải nghĩ ra đủ trò vòng vo thì nhịp tim, nhịp thở, huyết áp chắc chắn sẽ tăng so với chỉ số cơ sở khi trả lời thật. Lúc đó thì không thể nào chối cãi được. Vậy ông Ba Quốc đã vượt qua bài kiểm tra này kiểu gì? Mục tiêu của bọn CIA là kiểm tra xem ông Ba Quốc có phải là người của Cộng sản hay không. Chính vì thế mà từ đêm hôm trước ông đã nằm và nghĩ ra cách, đó là chơi bài tưởng tượng với bọn CIA này. Ông tưởng tượng đến tâm lý của con một địa chủ gian ác bị cách mạng xử lý, ông ta sẽ ghét Cộng sản như thế nào. Rồi ông nghĩ nếu ông là người đấy thì ông sẽ có thái độ như nào với Cộng sản và nhập bài vào. Khi ngồi vào máy nói dối, nó hỏi gì thì ông cứ thế trả lời. Ông hiểu rằng trả lời đúng hay sai nó chả thể nào biết được. Nó chỉ đo được nhịp tim của ông mà thôi. Làm sao mà trả lời gần hết được 20 câu hỏi, nhịp tim không hề thay đổi gì là sẽ qua. Phương pháp hay được sử dụng nhất đó là khi nó hỏi những câu như mày tên gì, quê ở đâu, thì mình làm sao phải thể hiện được sự bức xúc, hồi hộp để nhịp tim nó dâng lên. Đến khi nó hỏi vào vấn đề chính thì nhịp tim của mình cũng y hệt như vậy, chả có sự chênh lệch gì. Thế là xong, bố bảo nó cũng chả phát hiện ra được. Với khả năng nhập vai diễn xuất cực tốt của mình thì 13 câu hỏi của địch được ông Ba Quốc vượt qua vô cùng dễ dàng. Máy phát hiện nói dối lúc này trở thành một thứ vô dụng chứ chả có gì cao siêu cả. Vượt qua được các vòng kiểm tra vô cùng gắt gao như vậy, chính vì thế mà ông Ba Quốc được tin tưởng gần như tuyệt đối. Tài liệu ông cứ thế lấy rồi gửi về cho lãnh đạo của mình. Vậy câu hỏi đặt ra đó là ông Ba Quốc thường truyền tin bằng cách nào? Ngày đó các tài liệu hồ sơ trận liệt thường được ông Ba Quốc đem về nhà và hướng dẫn cậu con trai của mình giúp một tay. Ông Ba Quốc có cái máy chụp hình hiệu Canon cùng một hộp tráng phim và thuốc. Tài liệu được kẹp trên thanh đứng của hộp các tông. Máy ảnh được đặt lên ba chân trống, ống kính cách tài liệu 40cm. Một bóng đèn được bố trí dọi vào phía sau tài liệu. Bé Hạnh, con gái của ông, lấy hai tay căng tờ giấy cho thẳng ra, rồi cứ thế chụp cho đến khi nào hết nguyên cả tập tài liệu thì thôi. Chụp xong thì những cuộn phim đó sẽ được nhét vào trong đôi dép Sapo bằng cách lột lớp phía trên ra, lấy dao cắt rỗng miếng xốp ở trong đế dép. Phim sẽ được cắt ra từng khúc, nhét vào đó rồi dán lại. Một đôi dép chứa được nửa cuộn phim, nửa cuộn còn lại cắt ra rồi nhét vào đồ chơi trẻ em. Tất cả những cái đó được đựng trong một cái túi làm bằng giấy dầu màu vàng. Giấy này không chỉ đơn thuần là giấy gói đồ thông thường mà trên tờ giấy này cũng là tài liệu. Ông Ba Quốc lấy nước trà viết nội dung lên tờ giấy đó. Viết bằng nước trà như thế thì bằng mắt thường có nhìn qua cũng chẳng thể nào nhìn thấy chữ. Muốn đọc phải dùng hóa chất mới có thể đọc được. Thế là đôi dép, đồ chơi trẻ em, túi gói đồ, tất cả đều là tài liệu mật được gói hết vào với nhau trong một cái thứ nhìn rất đơn giản. Thế nhưng đó là những tài liệu cực kỳ quan trọng. Một tập hồ sơ khoảng tầm 100 đến 200 trang đều được gói hết trong đó. Đó cũng là lý do mà tại sao có những tài liệu Bộ Tổng Tham mưu của Sài Gòn chưa được đọc mà các lãnh đạo của mình đã đọc hết rồi. Tài liệu được ông Ba Quốc cho vào cốp xe con Vespa, rồi sau đó mang đến đưa cho người giao liên ở nội đô. Người giao liên này mang tài liệu ra khỏi thành phố, rồi chuyển cho một người khác có vũ trang mang về căn cứ ở dưới Củ Chi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như người giao liên của ông Ba Quốc không bị bắt. Một câu chuyện thực sự là đen dành cho ông. Lỗi chẳng phải do ông, cũng chẳng phải tại người giao liên, mà đôi khi là tại cái số nó vậy. Người giao liên của ông khi đang trên xe đò về Củ Chi thì bất ngờ hôm đó trên xe lại có một cán bộ của mình bị địch theo dõi và chặn xe lại. Cán bộ đấy bị bắt, kéo theo tất cả những người trên xe bị bắt. Ngay lập tức, trinh sát báo tin này về với chỉ huy và ông Ba Quốc. Một bài toán khó nữa dành cho ông khi mà lại phải lấn cấn giữa hai lựa chọn. Một là trốn luôn, hai là cứ ở lại chờ xem người giao liên kia có bị lộ tài liệu hay không. Lộ thì mới sợ, còn không thì chả việc gì phải nghĩ cho đau đầu cả. Biết đâu đút tiền vào lại chạy được. Thông tin từ trinh sát báo về thì để lo lót cho giao liên kia thoát khỏi được, cần trông đủ 500.000 ra. 500.000 hồi đó rất to, tương đương với khoảng 14 con xe máy. Lãnh đạo bên trên rất quả quyết ứng tiền, kể cả 1 triệu cũng chơi, vì ai cũng hiểu rằng ông Ba Quốc mà lộ thì tổn thất đấy không thể nào tính được bằng tiền. Nhưng đen một cái là khi mình cầm tiền ra để lo lót thì giao thông viên đã bị chuyển lên tổng nhà cảnh sát rồi. Tất cả mọi phương án để cứu vớt đều không còn khả thi. Ông Ba Quốc bị lộ từ đây. Địch phát hiện ra được tài liệu và khi cầm về để rửa phim, đọc hết những gì viết trên túi gói đồ thì nó hiểu rằng cái này là của ông Ba Quốc chứ chẳng còn ai khác.
chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Ba Quốc biết tin người giao liên của mình bị lộ, liền nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc để cao chạy xa bay. Ông hiểu rằng kiểu gì thì bọn địch cũng sẽ tìm đến bà vợ hai và những đứa con của ông để hỏi cùng lấy thông tin. Chính vì thế mà ông về nhà dặn dò rất kỹ cậu con trai của mình rằng bọn nó sẽ đến bắt mẹ và một trong bốn đứa con của bà. Hai đứa từng chụp hình tài liệu sẽ thuộc diện bị bắt cao nhất. Con cứ nói thật là con chụp, còn hai ngón tay in dấu trên phim thì cứ nói thật là của bé Hạnh. Tất cả có gì khai hết để đỡ bị đánh nhiều. Nhưng duy nhất có một cái không được khai, đó là việc bố là người của Bắc Việt cài vào. Chiều hôm đó, anh con trai của ông bắt đầu thấy hiện tượng nhà bị theo dõi. Lúc này thì anh hiểu rằng là đã có biến. Vợ con ông Ba Quốc hôm đó nơm nớp như cá nằm trên thớt, vì họ hiểu rằng họ có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào. Cái tâm lý lo sợ này là một sự tra tấn cực kỳ khủng khiếp nếu như ai đã từng trải qua. Bà vợ cả phải giấu giếm thân phận, có cái khổ của bà vợ cả. Bà vợ hai được đường đường chính chính, được mọi người công nhận thì có cái khổ của bà vợ hai. Bà Ngô Thị Xuân, vợ hai của ông Ba Quốc đã từng chia sẻ rằng suốt 20 năm ở bên ông Ba Quốc là 20 năm bà phải sống trong lo sợ. Cứ mỗi lần ông về muộn thôi là những suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu của bà. Bà hiểu rằng một sơ hở nhỏ khiến cho ông bị lộ thôi thì tai họa đã có thể giáng xuống đầu của mẹ con bà rồi. Người bình thường bị tra tấn đã khổ, nhưng người làm tình báo nắm giữ rất nhiều những bí mật quan trọng, nên cái khổ ấy phải nhân thêm 1.000 lần mới đủ. Các bài tra tấn của nó man dợ hơn người thường rất nhiều. Rồi cái ngày ấy cũng đến, đúng 12 giờ đêm, cảnh sát ập vào nhà của bà đông như quần nguyên. Toàn bộ đồ đạc giấy tờ liên quan đều bị dồn ra giữa nhà. Lục soát đến 4 giờ 30 sáng thì họ về, sau đó quay lại bắt vợ con ông Bà Quốc. Tai họa bắt đầu ập đến từ đây, mỗi người được nhốt vào một phòng và những đòn tra tấn man dợ nhất được bọn địch đưa ra dành cho hai mẹ con. Cậu con trai lúc này mới 17 tuổi đã bị đánh cho sưng vù mặt mũi, chân tay lở loét hết cả. Có lần bị địch đưa đến chỗ thẩm vấn, vợ ông ngồi đằng này, con trai ông ngồi đằng kia, cách nhau có vài mét mà hai người còn không thể nhận nổi nhau. Người mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm mười mấy năm mà đến lúc đó còn không thể nào nhận ra con của mình, thì bạn có thể hiểu được địch nó tra tấn dã man như thế nào. Mãi đến khi người kia cất giọng trả lời những câu hỏi của địch thì bà mới biết đó là cậu con trai của mình. Bị giam ở phủ đặc ủy trung ương tình báo 2 tháng thì hai mẹ con lại bị chuyển sang trung tâm thẩm vấn của tổng nha cảnh sát. Ở đâu cũng bị đánh túi bụi, đánh cả tháng trời chứ không chỉ đánh 1-2 ngày. Ở bên tổng nha cảnh sát có một thằng hỏi cung tên Hiệp, thằng này nó đánh vợ con ông Bà Quốc vô cùng dã man. Hỏi câu nào trả lời được nó cũng đánh, mà không trả lời được nó cũng đánh. Nó đánh theo số lượng câu hỏi chứ nó không đánh theo việc trả lời có thật hay không. Cái gì biết thì hai mẹ con vẫn nhận, nhưng có những cái là công việc bí mật của ông Bà Quốc thì không thể nào biết được. Thế nhưng nó vẫn đánh. Nó đâu chỉ đánh 1-2 ngày đâu, mà nó đánh tới tận 4 tháng liền. Tới tận tháng 11 năm 1974, không khai thác thêm được gì thì nó mới tha. Người bị bắt có cái khổ của người bị bắt, mà người ở nhà có cái khổ của người ở nhà. Tổng cộng có 4 người con thì anh con cả và chị hai phải đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình. Cậu con trai thứ 3 thì bị địch bắt tra tấn, còn cậu con út còn nhỏ chưa làm được gì nên đành phải ở nhà tự chơi một mình. Từ lần bị cảnh sát đến nhà khám xét, bố phải bỏ trốn, mẹ và anh trai bị bắt đi, cậu con út của ông Ba Quốc ở nhà cứ hễ thò đầu ra cửa là lại bị bọn trẻ con hàng xóm chửi là thằng con Việt Cộng. Có hôm còn bị chúng nó quay lại, chúng nó đánh cho túi bụi chả khác gì tra tấn cả. Hai người trụ cột là bố và mẹ thì bây giờ không ở bên cạnh để bảo vệ được. Cậu con trai út ở nhà mỗi mình bị hàng xóm hắt hủi, chẳng có ai nương tựa. Thử hỏi có người cha nào có thể chịu đựng được cảnh tượng bi thường như thế. Còn mình đứt ruột đẻ ra, chăm bắm từng ngày, nó sốt nhẹ một cái thôi đã đau quặn hết cả ruột vào rồi. Đây lại còn phải đứng im nhìn con bị địch, bị bạn bè tra tấn. Chưa kể còn vợ ông nữa, người thân thiết nhất với ông, người hiểu nhất về ông, một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại nắm nhiều thông tin nhất thì kiểu gì cũng sẽ bị tra tấn dã man nhất. Ông Bà Quốc ở xa chả biết giúp gì, chỉ biết xin cơ quan tình báo miền gửi một chút tiền về nhà, hy vọng là mọi người ở nhà đỡ khổ hơn. Thế nhưng khi tiền đến được tay một người bạn của ông thì người bạn kia cũng không dám cầm sang để đưa, chỉ dám đút tiền vào ống tre rồi cất kỹ lên trên trần nhà. Mãi sau ngày giải phóng, người bạn này mới cầm đến đưa cho bà Xuân, vợ hai của ông. Sở dĩ người bạn kia làm như vậy cũng bởi vì nhà ông Ba Quốc ngày đó thuộc diện theo dõi đặc biệt. Bất cứ ai ra vào cũng sẽ bị theo dõi 24/24. Chính vì thế mà không ai dám liên lụy tới cả. Mặc dù có tiền gửi về để giúp đỡ vợ con phần nào, thế nhưng vợ con ông cũng chẳng nhận được, vẫn phải tự xoay sở lo liệu với nhau. Đây là những nỗi đau mà có lẽ ông Ba Quốc sẽ chẳng bao giờ quên được trong cuộc đời làm cách mạng của mình. Phải là một người tình báo cực kỳ chuyên nghiệp mới có thể đứng vững được trước những tổn thất, những đau đớn của người thân như vậy.
người vợ cả không bị lộ thân phận thì bị hàng xóm dè bỉu, hắt hủi khi có chồng theo giặc vào Nam. Còn người vợ hai có được thân phận rõ ràng hơn thì hàng ngày lại luôn phải nơm nớp lo sợ chồng mình bị lộ. Mỗi ngày trôi qua không bị cảnh sát khám nhà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bà. Bà hiểu rằng khi chồng bị lộ thì được chết là niềm vinh hạnh quá lớn rồi, nhưng chắc chắn là địch nó sẽ chả thế nào để cho bà và bốn đứa con của bà chết kiểu đó. Nó sẽ phải tra tấn, đánh đập, hành hạ bằng những phương pháp man dợ nhất để moi móc được thông tin. Một mình bà thôi còn đỡ, bốn đứa con của bà bị liên lụy theo thì thử hỏi có người mẹ nào có thể chịu nổi. Đây có lẽ là lý do cho ta thấy tại sao ngày nhận được huân chương anh hùng, ông Ba Quốc đã mang tấm huy hiệu này tặng cho hai người vợ của ông và nói rằng mẹ các con mới là người xứng đáng đeo tấm huy chương này. Người ta dành con tim cho tình yêu, dành lý trí cho công việc, nhưng với ông Ba Quốc thì cả con tim, cả lý trí, ông đều dồn hết cho công việc làm tình báo của mình. Ông yêu công việc đến nỗi ông làm việc không có ngày thứ bảy chủ nhật, thậm chí cả ngày lễ ông cũng đi làm. Những ngày Tết người khác có thể nghỉ, nhưng riêng ông thì ông đã làm từ mùng 1. Ông duy trì đều đặn điều đó đến tận năm 82 tuổi. Một con người yêu công việc và liêm khiết đến nỗi tất cả những ai trong cơ quan mang quà cáp đắt tiền đút lót cho bà vợ hai để mong xin được nhẹ tội, ông đều bắt mang trả lại cho bằng được. Tất nhiên nói thì dễ, kể ra ai cũng sẽ nghi ngờ rằng liệu ông có liêm khiết thật vậy hay không, hay cũng lại như một số lãnh đạo bây giờ. Thế nhưng xin thưa, nếu như không liêm khiết đến tận cùng như thế thì có lẽ con dâu của ông đã không bị kẻ xấu tạt axit hỏng cả khuôn mặt chỉ vì nghe lời ông kiên quyết chống tham nhũng. Có hai vật bất ly thân với ông Ba Quốc, một là khẩu súng, hai là hộp quẹt. Súng là thứ để ông tự vệ, hộp quẹt là để ông đốt tài liệu trong trường hợp nguy hiểm. Người lái xe của ông từng được ông dặn dò rằng muốn lái xe an toàn thì phải coi những người lái xe khác đang chạy là những người say, chỉ có một mình tỉnh mà thôi, có như vậy thì mới không xảy ra tai nạn. Đây có lẽ là câu nói được ông rút ra từ nghề tình báo của mình, bởi ông hiểu hơn ai hết về cái nghề này, một cái nghề mà thật giả lẫn lộn, không thể biết được nguy hiểm sẽ đến với ông từ đâu, ai là phe ta, ai là phe địch, buộc ông lúc nào cũng phải tỉnh táo. Câu nói đó có lẽ không chỉ đúng với nghề tình báo của ông mà nó còn đúng với tất cả mọi người, tất cả ngành nghề khác nữa.